Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn và sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ 5. Chúng ta cùng đón nghe sau đây, chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Cũng như đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai diễn đọc nha các bạn. Chúc các bạn có vui giây thư giãn thú vị cùng với tập truyện do Mai diễn đọc. Tập 5. Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, An Hy ngồi bên mép giường, nhìn xuống tay chân mình. Dù vừa mới tắm rửa xong nhưng cảm thấy vô cùng nhếch nhác, bởi khắp người đều có những vết chảy xước tứa máu, xen lẫn vài vết thương cũ sau khoảng thời gian tập luyện lúc trước gây ra. Khi đấy, Nam đẩy cửa bước vào, anh đem theo hộp y tế nhỏ tiến lại phía cô, ngồi xuống bên cạnh mở hộp thuốc ra. An Hy lúc này lên tiếng hỏi, "Nam, liệu bố già có gây khó dễ gì nữa không?" Anh không nhìn cô, vừa lãnh đạm lấy thuốc ra trả lời, "Bố già là người coi trọng lời hứa. Vậy nên chỉ cần em làm được, ông ấy sẽ giữ đúng lời hứa." Nghe vậy cô thở phào, "Vậy thì tốt, em lo ông ấy gây khó dễ cho anh. Nhưng quả thực lúc đầu khi trói cố định em trên cột, có lẽ ông ấy thực sự muốn em chết. Nếu như không phải anh nổ súng tháo dây trói thì chắc em không hạ gục được nó." "Em nghĩ bố già không tính đến việc tôi nổ súng à? Tất cả nằm trong tính toán của ông ấy. Việc cột bị đổ đã được nới lỏng trước đó. Thực ra bố già muốn không phải kết quả mà là quá trình. Ông ấy không dễ dàng để em chết, mà là muốn nhìn xem em đối mặt với cái chết thế nào." "Nắm rõ mọi thứ như thế, ông ấy đúng là người quá đáng sợ." Nam nghe nhưng không đáp lại cô. Anh nâng cánh tay cô lên rồi thoa thuốc lên những vết thương đó. An Hy lúc này nhận ra thái độ anh hơi khác. Cô khẽ hỏi anh, "Nam, anh có chuyện gì à?" "Không." Anh trả lời ngắn gọn một từ, tất nhiên càng khiến cho cô không tin. "Có nói không à? Nghe cái giọng này không lẽ anh giận à?" Anh không trả lời, anh giữ im lặng tiếp tục bôi thuốc cho cô. Thấy vậy cô cau mày giật tay mình lại. "Trả lời em đi." Lúc này anh bỏ thuốc xuống nhìn lên cô. "Thôi được rồi, muốn tôi nói chứ gì. Vậy trả lời tôi, tại sao cãi lời, tại sao tự làm theo ý mình? Không phải tôi dặn em ở trong phòng à?" Nghe anh chất vấn cô mới chột dạ. Trước đó một giây còn hung hăng, giờ bỗng nhiên hạ giọng. "Thì em thấy mọi người đều có việc làm, chỉ có em là không thể làm gì. Em chỉ muốn giúp mọi người một chút thôi mà." "Em hay thật, giúp mọi người hại mình bị bắt đi, khiến tất cả anh em thức trắng một đêm không ngủ rồi lên đường tới đây. Hơn nữa em có biết, nếu như em không may rơi vào tay Trương Quan Viễn, em sẽ không cần phải đối mặt chuyện vừa rồi không? Vì em không nằm trong sự kiểm soát của tôi, khiến tôi ngay một chút manh động cũng không thể liều lĩnh. Bây giờ em vào tầm chú ý của bố già, khi đó có rất nhiều mối nguy hiểm khác xuất hiện thêm nữa." Bị anh trách mắng, cô cũng thấy lo sợ. "Em xin lỗi, là em không nghĩ mọi chuyện đi xa như vậy. Lúc đầu chỉ là muốn giúp mọi người, không ngờ có nội gián nên mới bị Trương Quang Viễn bắt đi." Anh thở mạnh một tiếng, sau đó nâng tay cô lên tiếp tục thoa thuốc. "Thật ra tôi không giận em, cũng hiểu được mọi chuyện xảy ra vốn không phải do em. Sớm muộn gì nó cũng xảy ra thôi. Tôi chỉ đang cảm thấy giận chính mình. Muốn biết rằng khi kéo em vào thế giới này, những chuyện đối mặt với sinh tử là chuyện sớm ngày. Nhưng tôi vẫn đưa em vào. Tôi cho rằng mình có thể bảo vệ em thật tốt, nhưng tôi lại không làm được." An Hy nghe vậy, cô cầm tay anh dừng việc bôi thuốc, sau đó xà vào lòng anh ôm lấy. "Nam, anh từng hỏi em mà. Vậy nên việc lựa chọn thế nào đều là em tự nguyện. Bước vào thế giới này của anh, em cũng mường tượng ra nó như thế nào. Những chuyện như thế em biết chắc chắn không tránh được. Vậy thì em đâu thể lúc nào cũng chỉ nép trong lòng anh, đợi anh bảo vệ được đúng không?" Nói đến đây, cô khẽ đẩy anh ra nhìn thẳng đối diện. "Thật ra em thích ba kiểu người. Một kiểu người xuất sắc hơn em, một kiểu người giúp em xuất sắc, còn một kiểu nữa là người chấp nhận cùng em trở nên xuất sắc. Thật may mắn khi hai kiểu đầu anh đều có. Vậy nên Nam, anh đồng ý cùng em trở nên xuất sắc không? Chúng ta cùng trải qua những chuyện ở đây, sau đó cùng trở về, cùng sống cuộc sống bình thường được chứ?" Anh nhìn cô, thanh âm trầm ấm vang lên. "Được rồi, tôi hứa với em." Sau lời đó, gương mặt anh áp đến gần với cô, nụ hôn khẽ chạm lên môi cô, rồi nhẹ nhàng len vào hơi thở, cuốn lấy dư vị thơm ngọt bên trong khoang miệng. Tối đó, tại phòng ăn lớn được bày trí khá long trọng, dưới ánh điện vàng của chiếc đèn chùm rực rỡ từ trần hắt xuống. Bàn tiệc với đủ các sơn hào hải vị, nhìn qua biết nó được hoàn thành bởi một đầu bếp tài ba. Từ phía cánh cửa phòng mở ra, An Hy khoác tay kiến Nam bước vào bên trong.
Buổi tiệc hôm nay ngoài bố già là người đứng đầu ngồi vị trí đầu bàn, phía bên Trương Quang Viễn thì còn có thêm hai người đàn ông gốc châu Âu ngồi đó nữa. Nam đưa cô đi lại hai chiếc ghế trống đối diện với Trương Quang Viễn, lại ở ngay bên cạnh bố già, rồi kéo ghế để cô ngồi vào. Anh sau đó yên vị ở bên cạnh. Lúc này bố già lên tiếng nói với Thân Tín đứng ở phía sau ghế. Uri, bên phía Mizuki thế nào? Nghe hỏi, Uri cúi đầu trả lời. Dạ, cô Mizuki báo đến trễ một chút ạ. Nếu vậy không cần đợi, chúng ta bắt đầu dùng bữa. Nhưng trước hết, ở đây có người mới, có lẽ cần giới thiệu chút. Nghe vậy Uri hiểu ý gật đầu, sau đó hướng đến An Hi. Cô An Hi, tôi giới thiệu qua những người có mặt ở đây. Dù sao cũng gặp nhau trong những ngày tới, biết một chút sẽ dễ nói chuyện hơn. Cô cười gượng gật đầu. Thực ra trước khi đến đây, Nam phổ biến một chút về nội bộ của tổ chức, nhưng nếu bố già nói vậy thì cô nghe theo. Người đầu tiên cô cần phải biết là lão chủ, người đứng đầu tổ chức. Tất cả đều gọi lão chủ bằng bố già, cô cũng có thể gọi vậy. Đối diện cô là cậu Trương, chắc hẳn cô quen rồi. Trương Quang Viễn là người con đầu tiên bố già nhận về nuôi, vậy nên cậu Trương có thể xem là anh cả ở đây. Sau đó đến Silas, ngồi bên cạnh cậu Trương là người được nhận thứ hai. Tiếp đến cậu Lục và người còn lại là Neil. Bố già vẫn còn người con nuôi nữa, đó là cô Mizuki. Cô ấy đến trễ một chút, cô ấy cũng là người ít tuổi nhất và là đứa con gái duy nhất của bố già. An Hi nghe vậy có chút ngạc nhiên, bởi vì trước đó không nghe Nam nhắc đến Mizuki, những người còn lại cô đã nắm sơ sơ. Cô khẽ cười đáp, cảm ơn ạ, tôi đã ghi nhớ. Uri hướng đến tất cả lên tiếng. Mọi người à, bữa tiệc hôm nay có vị khách mới là cô Lý An Hi. Cô ấy xuất hiện ở đây cùng cậu Trương, nhưng lại có vẻ có mối quan hệ rất tốt với cậu Lục. Nội tình thế nào chỉ ba người họ rõ nên tôi không tiện nói nhiều. Sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này nằm ngoài dự tính của bố già, nhưng đã đến đây thì chúng ta vẫn đón tiếp thật tốt. Lời vừa dứt, Silas cười khẩy nhìn đến cô. Xuất hiện cùng anh Trương nhưng lại ngồi bên cạnh cậu Lục trong bữa tiệc. Này cô gái, không phải định trèo lái cả hai người anh em của chúng tôi đấy chứ? Nghe vậy Nam lên tiếng. Xuất hiện thế nào không quan trọng, quan trọng đến cuối cùng vị trí của họ đứng đâu. Vậy ư? Vậy chắc hẳn bây giờ chưa phải là cuối cùng. Nếu khi đó cũng tham gia. Silas, anh không phải cũng là muốn nhắm đến cô An Hi đấy chứ? Nhìn thế cục này đủ thấy anh Lục bị trói rồi. Vừa dứt lời cánh cửa mở ra, giọng nói của cô gái vang lên. Ai dám cho anh Lục thế? Muốn chết à? Từ phía đó, cô gái ăn mặc quyến rũ bước vào, gương mặt được trang điểm sắc sảo. Cô ta tiến vào bước thẳng đến vị trí của Lục Kiến Nam, không nói không rằng từ phía sau vòng tay qua cổ anh, rồi sau đó áp mặt xuống nói. Nam, lâu rồi không gặp, Mizuki nhớ anh lắm đấy. Annie ở bên cạnh bị hành động của cô ta làm cho sửng sốt. Nam vẫn lãnh đạm, đưa tay gỡ tay ôm lấy cổ anh nói. Đã đến trễ, còn không thấy lớn nhỏ ư? Nghe vậy Mizuki buông anh ra. Là người một nhà cả thôi mà. Nói rồi cô ta bước đến kéo chiếc ghế định chen vào giữa An Hi và Nam. Nhưng lúc này anh đưa tay túm lấy thành ghế của An Hi, rồi kéo cô ngồi sát lại với mình. Thấy vậy nụ cười của Mizuki thu lại. Cô ta sau đó kéo đến vị trí bên cạnh còn lại anh ngồi xuống. An Hi khẽ nhìn sang, thấy cô ta cố ngồi áp sát lại, không hiểu sao trong lòng chẳng vui vẻ gì cả. Tuy bọn họ là anh em, nhưng suy cho cùng chẳng có máu mủ huyết thống. Hố hồ Mizuki này chỉ đối với Nam là thân thiết như vậy, cô quả thực không thích điều này. Có cảm giác Mizuki đối với anh không hề đơn thuần. Đúng, một cảm giác rất lạ. Thời điểm này tất cả có mặt đầy đủ, bố già hướng đến mọi người lên tiếng. Thôi được rồi, nếu đến đầy đủ ấy thì cùng dùng bữa. Tuy là nói vậy nhưng mọi người phải đợi bố già nếm trước, họ mới được cầm đũa lên. Nam khi đó gắp đồ bỏ vào bát của cô. Thấy vậy Mizuki đưa bát mình sang. Của em đâu? Anh có không nhìn lên cô ta nhàn nhã dùng bữa mà trả lời. Em không có tay à? Thế cô ta không có tay à? Sau lời đó ánh mắt Nam đanh lại. Anh quét một đường sang phía Mizuki. Quản cái miệng cho tốt đi, không phải lời nào cũng nói được đâu. Có vẻ Mizuki khá hiểu tính khí anh. Cô ta sau đó tuy là chẳng tỏ ra sợ hãi, nhưng chỉ bĩu môi một cái rồi quay đi dùng bữa. An Hi ngồi cạnh anh, nhìn sang phía Mizuki với đầy sự nghi hoặc. Thấy vậy, Nam đưa tay vòng ra sau ôm lấy eo cô.
Hành động của anh như muốn trấn an cô đừng có nghĩ linh tinh. Cô sau đó quay đi, nhưng trong đầu thì chưa thoát khỏi một mớ suy nghĩ rối ren. Không lâu sau đấy, bố già nâng ly rượu của mình nhấp một ngụm rồi hạ xuống. Ông vừa dùng bữa vừa lên tiếng. Lần này gọi các ngươi về, có nhiệm vụ cần các ngươi làm. Vừa nghe vậy, Trương Quang Viễn cùng Silas đều vội nhìn lên với vẻ sửng sốt. Còn lại dường như chẳng ai có phản ứng. Bố già không cần nhìn đến họ, hiểu được hai người đó lo lắng cái gì. Tất nhiên thông qua nhiệm vụ, ta quyết định người thắng cuộc trong lần trỗi dậy này. Chỉ có hai đội, các người tự phân chia. Lời vừa dứt, Mizuki lên tiếng, con cùng với anh Lục ạ. Tiếp theo, cô ta là Neo cũng chọn về phía Lục Kiến Nam. Ai ở đây cũng biết, bố già trọng dụng nhất hai người, đó là Lục Kiến Nam, Trương Quang Viễn. Thế nên những người còn lại cũng tự hiểu, chọn cho mình một chỗ dựa đáng tin cậy. Trong đó Silas chọn đứng về phía Quang Viễn. Sau khi xác định rõ đội hình, bố già tiếp tục lên tiếng. Ta nhận được tin, Phương Bách Điền đã nắm trong tay con chip. Nhiệm vụ lần này lấy được con chip đó, khách hàng đồng ý trả con số khá lớn cho phi vụ này. Con chip rất quan trọng, vậy nên ta mới muốn chia làm hai đội. Một bên chịu trách nhiệm lấy con chip, một bên phụ trách đem nó an toàn giao đến tay khách hàng. Trương Quang Viễn nghe vậy lên tiếng. Thế lực của Phương Bách Điền không nhỏ, nếu con chip rơi vào tay hắn, chắc chắn được bảo vệ rất cẩn trọng. Bên phía cậu Lục dù sao nhiều nhân lực hơn, chuyện lấy con chip để cậu ấy làm là thích hợp. Bố già nhìn sang Nam. Nam, ý thế nào? Nam thừa hiểu dụng ý của Trương Quang Viễn khi đề ra đề cử này. Quả thực hiện tại, anh chưa tính toán được kế hoạch để lấy con chip, đúng là cửa ải vô cùng khó. Vậy nên Trương Quang Viễn muốn lần này mượn tay Phương Bách Điền mà diệt trừ anh. Có điều ông ta không biết, Nam vốn cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Nếu anh thành công lấy con chip, vậy thì không biết Trương Quang Viễn liệu an toàn tránh được sự truy sát của Phương Bách Điền mà đem con chip giao cho khách hàng không. Con không có ý kiến ạ. Vậy được, cùng thống nhất như thế. Sau buổi tiệc tối nay, mọi người nghỉ ngơi một hôm, ngày kia sẽ lên đường. Nghe vậy không ai nói thêm lời nào. Trương Quang Viễn nhấm nháp ly rượu, ánh mắt chứa đựng sự mưu hiểm nhìn đến phía Nam. Trong đầu ông ta dần dần có sự tính toán riêng. Sau bữa tối, tất cả quay trở về phòng riêng. An Hi cùng Nam đi vào phòng của anh với Hải Tứ và Luân. Cô lúc này quay sang hỏi, Nam, rốt cuộc con chip bố già nói là gì thế ạ? Anh tiến phía ghế sofa ngồi xuống, vừa lấy bao thuốc ở trên bàn, lựa một điếu châm lên hút rồi trả lời. Tôi từng nghe qua có một con chip điện tử, trong đó chứa nguồn dữ liệu vô cùng lớn về thông tin chi tiết của một số nhân vật có tầm ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Trong đó có lượng mã hóa có thể xâm nhập hệ thống an ninh toàn cầu. Thực hư thế nào thì chưa thể rõ, nhưng có lẽ con chip bố già nói chính là nó. An Hi ngồi xuống cạnh anh. Vậy Phương Bách Điền là người thế nào? Hải Tứ khi đó lên tiếng. Phương Bách Điền chỉ là một doanh nhân, nhưng với số tài sản ông ta sở hữu được xếp vào danh sách những người giàu nhất thế giới. Tất nhiên để có được địa vị này, ông ta không thể là một doanh nhân chân chính. Đó là lý do vì sao chúng ta chỉ có thể lên kế hoạch cướp lấy con chip mà không thể dùng tiền đổi lấy. Nhưng con chip đó có ý nghĩa gì với Phương Bách Điền? Luân khẽ nhún vai. Như đại ca nói, trong đó chứa đựng nguồn dữ liệu vô cùng đáng giá. Sở hữu được con chip đó đồng nghĩa với việc ông ta nắm trong tay nhiều điểm yếu của những kẻ mạnh. Tiền thì ông ta không cần, vậy thì chỉ có thể mượn nó để đạt được việc riêng. Có điều con chip cũng chỉ là tin truyền, chúng ta chưa có ai xác định tính sự thực của nó. Chỉ là nhiệm vụ đưa ra, chúng ta hoàn thành là được, không cần quan tâm nhiều như vậy. Mọi người có kế hoạch gì chưa? Nam bồi hơi thuốc rồi nheo mắt lại. Một người như Phương Bách Điền luôn được bảo vệ cẩn thận 24/24. Món đồ ông ta nhìn chúng nhất định coi như bảo bối mà trông chừng. Đúng là hiện tại tôi chưa có kế hoạch gì. An Hi nhìn anh. Nếu không thể lấy được con chip thì sao? Hải Tứ thấy anh trả lời. Vậy anh Trương không cần đánh đã thắng, nắm được trong tay toàn bộ địa bàn. Việc diệt trừ đại ca là chuyện sớm muộn ạ. Chị dâu, có lẽ chị không biết, việc đẩy cho đại ca chịu trách nhiệm lấy con chip cũng là muốn mượn tay Phương Bách Điền xử gọn đại ca. Trương Quang Viễn biết Phương Bách Điền rất khó nhằn, vậy nên nhiệm vụ lần này có thể là ngàn cân treo sợi tóc. Nghe vậy cô sửng sốt nhìn Hải Tứ. Chúng ta không tham gia không được à? Không tham gia thì sẽ chết ạ. Tham gia thì vẫn còn cơ hội sống. Nhưng giờ ngay cả kế hoạch cũng không có. Lời vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra.
Một giọng nói vang lên. Không có thì cần phải nghĩ, nháo lên như vậy có ích gì chứ. Mizuki bước vào trong phòng, tiến lại phía bàn cầm lấy bao thuốc của Nam. Cô ta lấy cho mình một điếu châm lên hút. Annie không hiểu sao cứ thế cô ta, cô chẳng mấy vui vẻ gì cả. Vậy cô nghĩ được cách gì à? Cô nghĩ tôi vô dụng như cô chắc. Vừa dứt lời, Nam ngồi dậy, lấy điếu thuốc hút dở trong tay anh bị búng mạnh. Tàn lửa đụng trúng vào cổ tay của Mizuki. Theo phản xạ, Mizuki không buông xuống điếu thuốc đang kẹp ở ngón tay. Cô ta cau mày. Anh Lục, em quản không được miệng của mình đấy à? Mizuki hậm hực thở mạnh. Suốt cuộc anh thích cô ta ở điểm gì? Anh nên hiểu, trong tổ chức cô ta chẳng giúp được gì cho anh đâu. Đó không phải là việc của em. Nghe vậy cô ta tức đến á khẩu, không nói được lời nào nữa, quay người bỏ ra ngoài. Nam khi đó nhìn Hải Tứ và Luân. Thôi được rồi, hôm nay về nghỉ ngơi sớm, chuyện này chúng ta bàn tính sau. Nghe lời anh, hai người cúi đầu chào rồi trở ra ngoài. Ani lúc này đứng dậy định rời đi thì anh lên tiếng. Em đi đâu? Cô hời hợt trả lời. Không phải anh nói về nghỉ ngơi à? Nam cau mày. Tôi nói hai người họ, đâu có nói em. Thì em cũng cần nghỉ ngơi mà. Nói rồi cô quay đi. Nhưng khi đó cánh tay bị một lực mạnh kéo lại. Cô ngã xuống ghế, lập tức bị anh khống chế trong phạm vi của anh. Thái độ này của em là sao đây? Nghe vậy cô thẳng thắn trả lời. Anh hỏi thái độ em á. Còn em muốn biết tại sao trước đó anh không hề nhắc đến cô em gái Mizuki. Nam cau mày. Việc quan trọng à? Em tò mò với Mizuki. Cô cười hát một tiếng. Em chỉ thắc mắc tại sao anh không kể tới, hay có gì mờ ám trong đó? Mờ ám? Nam, anh đừng tỏ ra không hiểu gì. Ai cũng biết Mikuji đối với anh không đơn giản là tình cảm anh em bình thường. Nam nghe vậy nhìn cô trầm mặc một hồi, sau đó khóe miệng cong cong. Em ghen à? Bị nói trúng tim đen, cô có sự chột dạ thoáng chốc, sau đó vội vàng che đậy. Sao em phải ghen? Chỉ là em cảm thấy không đủ thành thật với em. Nếu không sẽ không giấu em chuyện Mizuki. Tôi với Mizuki không hề có gì để kể. Em ở bên Nhật cũng đã lâu rồi không gặp, đúng là nhất thời không nhớ đến thôi. Cả một người sống rành rành lại có mối quan hệ như thế mà anh không nhớ tới. Lý do của anh không có bao nhiêu phần trăm đáng tin. Nam bật cười. Tôi kể qua với em về Trương Quang Viễn, Silas, bởi vì hai người họ cùng một phe, luôn tìm cách đối đầu tôi. Còn Neo là người em vẫn thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi tin trong tổ chức. Chỉ có Mizuki đúng là không hề có liên lạc. Em ấy bên Nhật khá tự do vui chơi, không quan tâm nhiều chuyện trong tổ chức, vậy nên không có gì để tôi kể với em. Nhưng nếu em để ý chuyện đó, vậy thì cứ hỏi những gì em muốn nghe, tôi sẽ kể cho em biết. Nếu đã không quan tâm, vậy sao lần này xuất hiện ở đây? Lệnh của bố già, bất cứ ai trong chúng tôi cũng không thể cãi. Cô nghe vậy trong lòng nguôi nguôi. Thực ra không phải là cô không tin tưởng anh, chỉ là cô không thích cách tỏ ra thân thiết của Mizuki. Nhưng Nam, không lẽ anh không nhận thấy Mizuki rất thích anh à? Chuyện đó cần thiết à? Tôi yêu em thì tôi không cần có nghĩa vụ phải hiểu cho tình cảm của bất cứ cô gái nào. Tôi không có khái niệm xin lỗi. Tôi có người mình thích rồi. Việc họ thích tôi không phải tôi yêu cầu. Việc tôi không thích họ cũng không phải tôi sai. Nếu như tôi vì tình cảm cá nhân của họ mà ai nấy, vậy thì mới là tôi sai với em. Lời Nam vừa nói khiến cô cảm thấy sự ghen tuông vừa rồi của mình quá trẻ con. Nghe không thể làm ngơ như vậy. Đó không phải là cách giải quyết. Anh khẽ cười. Thôi được rồi, tôi tìm cơ hội nói rõ với em ấy. Giờ công chúa của tôi có còn ghen nữa không đây? Ai nói em ghen? Mùi giấm nồng thế này mà nói không? Cô chống chế đẩy anh ra. Không nói với anh nữa, em về phòng nghỉ đây. Nhưng cô chưa kịp đứng dậy, ngay sau đó bị Lục Kiến Nam bế bổng. Annie theo phản xạ vội vòng tay níu lấy cổ anh. Nam làm gì thế, thả em xuống. Em muốn nghỉ ngơi thì không cần đi đâu hết, ở đây là được rồi mà. Anh bế cô tiến lại phía giường. Cô vội vội vàng vàng nói. Nam, giờ việc quan trọng, phải tìm cách lấy được con chip. Không vội đâu, chúng ta vẫn có một ngày nghỉ mà. Cái gì? Chuyện quan trọng như thế, không vội sao được? Hơn nữa, chúng ta đi đâu tìm Phương Bách Điền? Anh đặt cô xuống giường. Về nước. Về á? Ông ta ở trong nước à? Anh không trả lời cô. Cơ thể phủ lên trên, áp môi tới má cô. Cô đưa tay chống đỡ rồi đẩy anh ra. Nam, giờ này anh còn tâm trí nghĩ tới mấy chuyện như thế à? Phương... Anh vùi mặt bên cổ cô, bàn tay bắt đầu lục lọi.
Ở trên giường cùng tôi, không được nhắc đến người đàn ông khác. Để tôi ghen, em chịu không nổi trách nhiệm đâu. Kiến Nam. Đúng, chỉ được nhắc đến tên tôi. Trong căn phòng đó, hơi thở cuồng nhiệt, xe lẫn âm thanh ám muội bắt đầu xâm chiếm khoảng không tĩnh lặng. Sáng hôm sau, Annie tỉnh dậy rất sớm. Có lẽ ở nơi khá xa lạ, lại trong tình cảnh gặp nhiều vấn đề, khiến cô dù đêm qua bị anh giày vò đến kiệt sức, không thể nào yên tâm ngủ một giấc được. Cô mở mắt, phát hiện Nam đã không còn ở trên giường. Khẽ đảo mắt nhìn quanh, không thấy anh đâu. Cô ngồi dậy, bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình rồi đi vào nhà tắm sửa soạn. Sau đó trở ra ngoài định tìm anh, thì bất ngờ gặp Mizuki đứng ở trước cửa. Cô ta dựa lưng vào tường, trên tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút. Annie không biết cô ta đứng đó có mục đích gì, nhưng cũng chẳng liên quan nên xem như không thấy mà lướt qua. Chỉ là sau đó Mizuki lên tiếng: "Tôi khuyên cô nên rời xa anh Lục, nếu như muốn tốt cho anh ấy." Nghe vậy, Lý Annie dừng bước. Cô quay lại nhìn đến Mizuki đáp: "Hình như cô can thiệp quá nhiều, tôi tự biết thế nào tốt cho anh ấy." Một cô gái tầm thường như cô, vốn không thuộc người của thế giới này đâu. Cô không hiểu được anh Nam thực sự cần gì đâu. Cứ cho là tôi không hiểu được anh ấy thực sự cần gì, nhưng tôi biết được, anh ấy sẽ không đồng ý nếu tôi rời xa anh ấy. Mizuki cười khẩy, ngu xuẩn. Cô ta chửi một câu rồi bồi thêm hơi thuốc. Điều đó quả thực khiến Annie cảm thấy khó chịu. Đừng tự cho mình thông minh, kiến thức sẽ khiến con người khiêm tốn, thiếu kiến thức khiến bản thân mình ngạo mạn. Nghe vậy Mizuki ném điếu thuốc, sau đó tiến lại gần cô đối mặt. Không bằng tôi với cô đấu một trận nhở? Nếu cô thắng được tôi chấp nhận xin lỗi vừa rồi. Ngược lại nếu cô thua, tôi chỉ cần cô rời khỏi nơi này. Annie đối với sự thách thức này của Mizuki, quả thực cô có chút mất lý trí. Được, vậy nếu tôi thắng, tôi không cần cô xin lỗi, chỉ cần cô chấp nhận vị trí của tôi bên cạnh anh Nam. Mizuki khẽ cười, thành giao. Tại khuôn viên bên trong đại bản doanh Duncan, dưới mái của nhà chòi, Nam ngồi đó trên tay cầm chiếc máy đánh lửa mà mân mê bật rồi tắt. Khi đó Neil ngồi đối diện với anh. Anh Lục, ý đồ anh Trương rõ ràng như vậy ngay trước mặt bố già, xem ra thực sự muốn công khai khiêu chiến với anh. Sắc mặt Nam là vẻ lãnh đạm, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa bùng lên rồi lại bị tắt đi. AZ07 bị chiếm mất, anh ta bắt Annie với mục đích dùng cô ấy uy hiếp anh. Cuối cùng không ngờ bị bố già phá hỏng. Cơn tức này anh tất nhiên anh cũng không nhịn được. Nhưng mà trước đây tuy không vừa mắt anh, nhưng anh Trương vẫn còn nhìn sắc mặt bố già. Lần này ở trước mặt bố già đẩy anh lên đầu ngọn lửa là hoàn toàn trở mặt. Thật không nghĩ bố già lại không nói gì. Cậu còn chưa hiểu ông ấy à? Tất cả chúng ta chỉ là công cụ trên danh nghĩa, những đứa con được nhận nuôi. Cậu thực cho rằng nhiều năm qua ông ấy chu toàn cho chúng ta là vì tình cảm ư? Ít nhiều chẳng lẽ không có à? Nam quay máy lửa lên bàn rồi nhìn đến Neil. Quên Merlin chết thế nào chứ? Không lẽ cậu tin anh ta là vì làm nhiệm vụ bị đối thủ truy sát? Neil nghe vậy bỗng sững lại, anh khẽ cười nhếch. Vô dụng bị loại trừ, đó là hiện thực của thế giới này. Chúng ta nên cảm ơn vì vẫn còn có ích với ông ấy. Vậy nhiệm vụ lần này anh tính xem nên làm thế nào chưa ạ? Phương Bách Điền là kẻ không đơn giản đâu. Thời gian 1-2 ngày không thể tính được cách chu toàn, nhưng lần này nhất định phải hoàn thành. Nếu khó quá, không bằng nhờ bố già hậu thuẫn. Lời vừa dứt, Nam kiên quyết trả lời: Không, cái này phải tự lực hoàn thành, bởi vì anh muốn đây là nhiệm vụ cuối cùng. Cuối cùng ạ? Ý anh... Nam trầm lặng một hồi, giờ chưa phải thời điểm nhắc đến chuyện này, anh cũng chưa vội đề cập. Thôi, để sau rồi nói. Ngày mai lên đường rồi, việc cần làm bây giờ đó là tính rõ kế hoạch cho chuyến đi. Lời vừa dứt, từ phía xa Luân vội vàng chạy tới. Đại ca, có chuyện rồi, chị dâu và Mizuki thách đấu, giờ đang kéo nhau ra sân tập. Nghe vậy Nam cau mày đứng bật dậy. Thách đấu? Vấn đề khó nói, đại ca mau đến xem ạ. Nam vội vàng rời đi, Neil cũng đứng dậy bước theo sau anh. Luân đi bên cạnh địa không ngừng nói: Mizuki được đào tạo nhiều năm, chị dâu thực không phải là đối thủ của cô ấy đâu. Bước chân Nam rất nhanh, nhưng sắc mặt anh hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc. Là ai khơi dậy chuyện này? Nghe nói Mizuki, nhưng chị dâu thì lại rất tán thành. Nguyên nhân không đâu khác chính là đại ca. Nam khựng bước,
Ánh mắt anh quét qua sắc lạnh nhìn sang Luân. Thì đại loại đây là cuộc chiến quyết định xem ai là người ở bên cạnh đại ca ấy. Người mà tôi đã chọn, ngoài tôi ra không ai có quyền quyết định. Nói rồi anh tiến thẳng phía trước. Luân đứng đó thở mạnh. Ai, biết là thế, nhưng hai người họ cứ muốn phân cao thấp với nhau. Nếu bước tới vỗ vai cậu ta. Phụ nữ ghen tuông đó là chuyện đáng sợ nhất đấy. Chúng ta đi xem. Nói rồi Nêu khoác vai cậu ta rồi kéo đi. Luân lải nhải bên tai. Nhưng chị dâu chắc chắn không phải đối thủ của Mizuki. Chị ấy mới được đào tạo có vỏn vẹn 10-15 ngày, biết một số thứ cơ bản nhất thôi mà. Giai đoạn ghen tuông của phụ nữ ấy, họ có sức mạnh nhân cao lên gấp mấy lần bình thường đấy. Vậy nên không cần lo lắng đâu. Để khẳng định vị trí của mình, chị ấy không dễ dàng chấp nhận bản thân chịu thua. Tại thời điểm đó, tại sân cỏ lớn, đám người mặc đồ đen đang đứng vây lại. Trong vòng đó, Ani của Mizuki đang ở giai đoạn căng thẳng. Cô bị Mizuki bẻ tay ra phía sau. Cả người bị Mizuki gỉ xuống, một chân quỳ gối trên cỏ. Chấp nhận thua chưa? Ani bị khóa chặt trong tư thế này, cô không tìm được kẽ hở để trở mình. Mizuki thấy cô không chịu thừa nhận, lại dùng sức ấn lưng cô xuống, khiến cánh tay bị vặn ngược ra sau càng thêm đau. Lý Ani gương mặt cau có. Chấp nhận thua đi, nếu không tay cô bị phế thật đấy. Ani cắn chặt môi, có phế cô cũng không chấp nhận thua. Cô khẽ đảo nhẹ tròng mắt sang bên, chỉ còn cách xoay người lại theo chiều mở khóa tay. Hành động đó theo cô và Mizuki cùng ngã xuống đất. Mizuki lăn người một khoảng, chống tay rồi ngồi xuống. Cô ta là người được đào tạo bài bản và lâu năm, thân thủ linh hoạt. Ngay sau đó lập tức lao đến phía Ani dùng chân đạp xuống. Ani lăn người sang một bên tránh, Mizuki tiếp tục đạp tới. Cô ta lăn mấy vòng trên cỏ để tránh đòn của Mizuki, khiến cho đám người đang vây phải nới rộng vòng ra. Ani tính toán nắm được tốc độ xuống đòn của Mizuki. Ngay khi cô ta đạp chân hụt, Ani lập tức dùng tay túm cổ chân Mizuki giữ lại. Bị khống chế tức thời, Mizuki vốn định đổi thế chuyển mình, thì Ani rất nhanh xoay người nghiêng sang phía cô ta, dùng tay còn lại chống xuống đất, lấy đòn bẩy bật hai chân lên cao đá thẳng vào người Mizuki. Cô ta bị cú đá làm cho ngã văng, nhưng rất nhanh sau đó, Mizuki bật một lần đã đứng dậy. Ani lúc này đứng lên đối diện cô ta. Bọn họ tiếp tục lao vào nhau. Đối với người chỉ mới huấn luyện vài ngày như cô, quả thực không có cơ hội tấn công. Những gì cô có thể làm lúc này đó là phòng vệ, đỡ đòn của Mizuki. Ani tính toán như vậy cũng không phải cách. Cô không phản công thì sẽ không có cơ hội thắng. Trận đấu kéo dài, người kiệt sức trước sẽ là cô. Ani trong giai đoạn liên tục đỡ đòn của Mizuki, cô nhận ra Mizuki thuận bên trái. Tay chân và hướng ra đòn đều xuất phát từ phía bên này. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Đoạn Mizuki vung tay một quyền đánh thẳng mặt cô. Còn Ani khẽ ngả người phía sau. Cánh tay Mizuki sượt qua chóp mũi cô. Lợi dụng ngay khoảnh khắc đó, Ani dịch người sang một bên đứng thẳng dậy. Lập tức lao tới túm lấy tay phải của Mizuki, kéo nó vặn ngược ra phía sau lưng cô ta. Rồi dùng tay còn lại ghì vai cô ta xuống như cách vừa rồi. Mizuki bị ghì khom lưng. Cô ta dùng tay còn lại vòng ra phía sau túm lấy cánh tay Ani kéo mạnh phía trước. Ani bị lực mạnh mà lộn qua người cô ta. Cô lao một vòng trên cỏ. Mizuki lập tức đảo tình thế lao đến ra đòn chân. Nhưng lần này Ani nắm được nhịp ra đòn. Trước khi cô ta đạp xuống, Ani xoay nghiêng người dùng chân ngoắc vào chân phải cô ta. Mizuki mất thăng bằng ngã xuống cỏ. Ani lập tức tận dụng cơ hội này, vội leo lên người cô ta. Cô vòng tay qua cổ Mizuki, khóa chặt, rồi kéo ngửa đầu cô ta ra sau. Cô chấp nhận thua đi. Đòn này quả thực khóa chặt mọi cơ hội trở mình. Mizuki chỉ có thể một tay bấu vào cánh tay cô gỡ ra, tay còn lại vòng ra sau, bám vào vai cô, muốn tìm thế khóa mở nhưng bất thành. Ani thấy cô ta không chịu thừa nhận thì gắt lên. Mau thừa nhận thua đi. Mizuki quả thực lì lợm. Ani nhận thấy nếu cô dùng sức duy trì đòn này, khả năng cao lấy mạng Mizuki. Vậy mà cô ta không chịu chấp nhận thua cuộc. Bỗng một giọng nói quyền uy vang lên. Làm loạn đủ chưa? Nghe vậy Ani nhìn sang, thấy Nam đi đến mà vội vàng buông Mizuki rồi đứng dậy. Cô ta lúc này bắt được không khí thở gấp rồi đứng lên. Nam đi về phía hai người họ. Anh chen vào khoảng giữa cách đó mà nhìn Mizuki.
Tốt nhất đừng để anh chứng kiến chuyện như hôm nay diễn ra thêm lần nào nữa. Nếu không, anh không niệm tình mối quan hệ giữa chúng ta bỏ qua cho em đâu. Mizuki nghe vậy bất mãn. Tại sao? Cô ta có điểm gì xứng bên cạnh anh? Nam, anh hiểu rõ thế giới hai người không giống nhau. Cô ta đứng cạnh anh hoàn toàn chẳng phù hợp. Và ngược lại, cho dù anh bước ra khỏi chỗ này đứng bên cạnh cô ta thì cũng không thích hợp. Anh nghĩ anh có thể yên ổn khi rút khỏi thế giới này à? Mizuki! Nam gắt lên khiến mọi người quanh đó cũng giật thót. Chỉ cần là Lục Kiến Nam này muốn thì đều thích hợp. Nếu đã thích hợp, bất cứ thứ khác đều không thể thay thế. Nói rồi anh quay sang phía An Hi, không một lời nào mà cúi xuống bế vác cô lên vai. An Hi bị động có chút hốt hoảng vung tay đánh vào lưng anh. Nam bỏ em xuống. Ai ngờ khi đó Nam thẳng tay đánh vào mông cô một cái. Cô lúc này đây điếng mặt đến đỏ ửng. Xem ra tôi không mạnh tay với em. Em không chịu nghe lời. Nam, anh muốn gì? Anh muốn làm gì? Bỏ em xuống đi đã. Vừa dứt lời, cô nhận tiếp một cái đánh thứ hai vào mông. Đã sai lại còn muốn ra điều kiện với tôi à? Hải Tứ cùng Luân đang bước theo sau họ. An Hi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cô chỉ có thể úp mặt vào lưng anh, mong kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi. Cách đó không xa, bố già đứng cùng Uri chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Ông lên tiếng: người thật lý An Hi này thế nào? Uri nghe vậy trả lời: mới tiếp xúc một ngày, Uri không dám tự đánh giá trước mặt lão chủ ạ. Bố già cười nhếch miệng: nghe nói cô ta mới chỉ được đào tạo vài ngày, thân thủ còn kém, động tác ra đòn chậm, lực yếu. Có điều tư duy cô ta khá nhạy bén, sau hồi giao đấu nhìn ra được vài điểm yếu của đối phương, lợi dụng điều đó phản công lại, vân ngụy cứu triệu. Trong 36 kế chính là kế này. Thế cục vừa rồi, tuy Mizuki không nhận thua, nhưng nó thua hoàn toàn. Tính cách hiếu chiến của nó khiến nó chỉ biết liên tục ra đòn. Người như vậy trong công việc cũng dễ thành dễ bại. Nhưng dù sao không thể phủ nhận năng lực của cô Mizuki rất tốt à? Tất nhiên, vậy nên ta giữ nó đến giờ phút này. Có điều ta phát hiện thêm một nhân tố mới, chỉ là không biết có thể chế biến được nhân tố này không thôi. Uri hiểu hàm ý của ông. Lão chủ lo về cậu Lục à? Nó đối với cô gái này hoàn toàn không phải nhất thời. Mặc dù nó chưa nói ra, nhưng ta sớm đọc được suy nghĩ của nó. Lục Kiến Nam nó quên rằng con người nó ngày hôm nay do một tay ta huấn luyện nên. Bố già nheo mắt nhìn về bóng lưng rời đi của Nam. Ông sau đó cũng quay người rời khỏi. Trong gian phòng riêng, An Hi bị bắt dựa lưng vào tường. Trên đầu cô đặt một cuốn sách. Hai bàn tay nắm khẩu súng được lên đạn sẵn sàng, giương lên chĩa thẳng phía trước. Một sợi dây chỉ mỏng buộc ngón trỏ của cô với cò súng, đầu còn lại cũng được cuốn buộc vào cuốn sách. Đáng sợ hơn, đứng trước nòng súng lại chính là Lục Kiến Nam. Annie sắc mặt căng thẳng, cô vừa cố giữ sách thăng bằng trên đầu, vừa lo lắng ngón tay đã được cò súng, chẳng may lỡ động một cái thì xong. Nam, có thể bỏ súng xuống được không? Sắc mặt anh hoàn toàn lạnh nhạt, kiên quyết nói: không được. Hải Tứ và Luân có mặt trong phòng, nhìn cô và anh với vẻ lo lắng. Luân là người từng chịu sự cái hình phạt này, cậu ta biết sự lo sợ của cô. Theo phản xạ bình thường của con người, trong lúc căng thẳng để giữ được cuốn sách trên đầu, nếu chẳng may nó trượt xuống dễ khiến bản thân giật mình bóp cò. Vậy nên để hoàn toàn giữ vững, nội tâm phải thật tĩnh. Lúc đó Luân chịu phạt cũng là Nam đứng trước nòng súng. Nếu không phải Hải Tứ ở bên cạnh nhanh tay nhận ra trạng thái không ổn định của cậu mà đẩy Nam ra, hậu quả sẽ không thể lường được. Nam dùng hình phạt này chỉ khi phạm lỗi nghiêm trọng. Một tay huấn luyện bọn họ, nếu sai anh có phần sai. Vậy nên vừa phạt họ vừa tự phạt chính mình. Mọi người hiểu lý lẽ của anh. Vậy nên từ sau chuyện của Luân, tất cả sợ nhất cái hình phạt này, cứ cố gắng không phạm phải thôi. Đại ca, dù sao chị dâu là người mới, hay đại ca đổi hình phạt đi đại ca. Nghe vậy Nam lãnh cảm đáp lại: mày muốn đứng vào luôn không? Ngay lập tức Luân im bặt không dám nói gì. Khi gian phòng trở nên tĩnh lặng, Nam lên tiếng nói: trước đó tôi nói em như thế nào, em lại vẫn cùng Mizuki làm mấy trò ấu trĩ như vậy. Cô giữ tư thế đáng lo ngại đó rồi nhìn anh đáp: em không nghĩ nó ấu trĩ, cô ta đề nghị trước. Hơn nữa, em chỉ muốn Mizuki thừa nhận mối quan hệ giữa em và anh. Từ khi nào, việc em ở cạnh tôi phải cần Mizuki thừa nhận? Lý An Hi,
Em như vậy hoàn toàn không để tâm đến tôi đấy à? Nghe vậy cô vội vàng nói, không phải, em... Nhưng vừa nói đến đây, trạng thái chứa cảm xúc của cô khiến cuốn sách trên đầu bị động. Luân vội lên tiếng, chị dâu ạ, bình tĩnh. Cô nín thinh, cô mất thêm một khoảng thời gian cân bằng cuốn sách, sắc mặt xanh mét vã mồ hôi. Nam, anh hiểu cho cảm giác của em chứ? Mizuki khiêu khích như vậy, cô ta không bằng lòng em cũng đâu thể làm ngơ. Vậy nên em cùng với em ấy công khai thách đấu nhau ở trước mặt mọi người, tranh chấp với người trong đội hình, trong khi ngày mai chúng ta đều hiểu có việc cần làm. Nội bộ lục đục như thế, có biết là sẽ khiến kẻ khác cười thầm rồi có cơ hội trục lợi không? Em như vậy cho rằng tôi vì Mizuki có ngày thay đổi à? Thật ra lời của anh nói đúng lòng cô đấy. Cô quả lo sợ, nếu cô không thích hợp mà một ngày nào đó anh cần sự thích hợp cho mục đích của mình, thế thì sao? Cô không muốn khi đó cô nằm ngoài sự lựa chọn của anh. Em cũng muốn mình có thể không để tâm đến cô ấy, nhưng em không làm được. Là vì em không đủ niềm tin với tôi, cho nên để ý sự xuất hiện của người khác. Lý An Hy, tôi khiến em không thể tin được đến như vậy ư? Không phải, mà là vì... Nhận thấy đồ trên đầu bị kích động, cô vội trấn tĩnh bản thân. Quả thực cách trừng phạt này của anh rất hữu nghiệm, nó khiến cô bình tĩnh lại trước mọi cảm xúc có phần quá khích. Cô tĩnh lặng một hồi rồi nói, xin lỗi là em không đúng, em không nên làm vậy. Nhưng Nam, không phải em không tin tưởng anh, mà là em không tin tưởng mình, lo sợ bản thân không giúp được gì cho anh vào lúc mà anh cần nhất. Vào lúc tôi cần nhất, thứ tôi muốn không phải là sự giúp đỡ từ ai, mà là người tôi xem là quan trọng nhất bằng lòng ở bên cạnh tôi. Cô nghe vậy bỗng sững lại. Lời anh khiến cô cảm thấy những gì cùng với Mizuki gây ra quả là rất trẻ con. Tại sao cô lại phải thiếu niềm tin ở bản thân mình khi mà từ đầu đến cuối Nam luôn ở ngay bên cạnh cô? Em biết sai rồi, sau này em nhất định không không như thế, em sẽ bình tĩnh, bây giờ em bỏ nó xuống được chưa? Không phải cứ biết sai là xong chuyện đâu, em giữ tư thế này hết 1 giờ cho tôi. Hả? Hết 1 giờ? Anh muốn em hóa thành hòn vọng phu đấy à? Em không làm nữa đâu. Em cứ để nó rơi xuống đi, xem tôi tăng hình phạt gấp đôi thế nào. Cô biết không thay đổi được anh, cô liếc mắt nhìn phía Luân và Hải Tứ tìm kiếm sự cầu cứu. Thấy vậy Luân với Hải Tứ cùng bước tới. Đại ca. Bọn họ chỉ mới thốt một tiếng như vậy, lập tức nhận ngay tiếng quát của anh. Hai đứa mày còn xin cho cô ấy 1 lời nào nữa ấy? Thời gian tăng lên 5 lần, cả hai cũng vào chịu hình phạt chung đi. Ngay lập tức bọn họ dừng bước. Hải Tứ cùng Luân chỉ có thể nhìn cô ánh mắt thương cảm rồi lắc đầu. Sau đấy Luân nắm chặt bàn tay đưa lên làm hành động cổ vũ cố lên. Cuối cùng lại cùng với Hải Tứ quay người vội vã ra ngoài. Annie thấy họ rời đi, cô sắp mất sự trợ giúp duy nhất mà không cam tâm, ánh mắt hiển lộ một sự níu kéo. Nam thấy vậy lên tiếng, bọn họ cũng không giúp ích được gì đâu, tôi khuyên em nên tiết chế cảm xúc, giữ vững tư thế cho tôi. Cô nghe vậy sụ mặt. Thôi được rồi, nhưng anh phải giúp em vén sợi tóc vương ở mặt, em ngứa ngáy sắp không giữ nổi nữa rồi đây này. Anh nhìn dáng vẻ tỏ ra bất mãn nhưng vẫn chỉ có thể cam tâm, khiến anh lơ là một chút cảnh giác vậy. Anh thở mạnh tiến đến gần cô, đưa tay định vén gọn sợi tóc vương trên mặt cô. Bất ngờ cô nhấc hai cánh tay giữ súng lên vòng vào cổ anh. Cô kê hai cánh tay lên cầu vai Nam, súng ở trong tay vẫn giữ chặt chĩa thẳng phía trước, nhưng giờ Nam không còn trong tầm ngắm của nó. Cô nhìn anh mỉm cười vẻ tinh ranh. Anh dạy em cầm súng, chỉ dạy em hướng nó vào sự nguy hiểm, chứ không dạy em hướng nó vào anh. Nên hình phạt này em không làm được, lại còn phải duy trì trong 1 giờ, khó chết à? Vậy đành nhờ lục phú soái của em cho em mượn vờ bờ vai của anh. Em không muốn không nghe lời anh, nhưng cũng không muốn làm điều mà trái tim mình đau đớn. Ngữ điệu này đúng là xu nịnh. Nam vừa nghe nhận ra dụng ý của cô. Mặc dù biết cô muốn dụ anh là chính, nhưng quả thực anh không cách nào không trúng bẫy. Anh chỉ có thể thở dài. Anh đưa tay gõ mũi cô một cái rồi lấy cuốn sách trên đầu cô xuống. Xem ra vẫn là do tôi dung túng em quá. Cô mỉm cười vì thành công dụ được anh. Cô lắc đầu tiếp tục bồi thêm. Không, mọi lời dạy của anh rất đúng, là kẻ nông cạn như em không hiểu được hết. Anh không hề tỏ ra hí hửng. Anh gỡ tay cho cô lấy lại khẩu súng. Nghĩ tôi không nhận ra mấy lời giả tạo này của em à? Tôi nói cho em biết, Lý An Hy, cái chiêu mỹ nhân kế này
chị em mới dùng được với tôi. Không hề giả tạo chút nào đâu, từng chữ là thực lòng đấy. Sao anh có thể nghi ngờ em thế nhỉ? Nam nhìn cô, cái vẻ tinh quái lộ rõ trong ánh mắt, nhưng không hiểu sao trong lòng anh không tức giận, ngược lại rất vui vẻ nữa. Ít nhất anh biết, từ lúc quen biết cô, dáng vẻ lần này lần đầu tiên anh thấy. Trước đây cô luôn dè chừng trong mọi điều, giờ thì buông lỏng điều đó rồi. Nếu dùng mỹ nhân kế thì hãy dùng cho tới. Cô nghe vậy bỗng sững lại vài giây, hiểu được dụng ý của anh. Khi cô vừa hiểu ra, Nam đến gần khóa chặt miệng cô lại. Người đàn ông này sao có thể lúc nào cô nghĩ những chuyện này trong đầu chứ? Cô bỗng nhiên cảm thấy tự mình làm miếng mỡ dâng lên tận miệng mèo rồi. Cuối cùng thì cô dụ được anh, hay anh mới là người thành công dụ được cô nhỉ? Sớm ngày hôm sau, tất cả bọn họ lên máy bay trở về nước, nhưng điểm dừng chân không phải tỉnh B mà đáp thẳng xuống tỉnh A, một tỉnh phồn thịnh nhất trong nước. Nam cùng với An Hy từ trong sân bay đi vào bên trong sảnh lớn, hành lý của họ được đàn em ở phía sau kéo. Lần trở về này, đó là làm nhiệm vụ. Để tránh gây động, Nam sắp xếp Neo và Mizuki ở chuyến bay sau. Bọn họ đi thẳng ra ngoài cửa phòng vé. Lúc này nghe tiếng cáu gắt của người phụ nữ vang lên phía bên cạnh. Đúng là không làm được cái việc gì nên hồn. Có mỗi chuyện sắp xếp đến sân bay đón cũng gặp sự cố. Cậu đúng là chẳng ra làm sao. Tôi đợi đây 15 phút, nóng sắp chết rồi đây này. Vốn chẳng quan tâm, nhưng âm thanh ồn ào của người phụ nữ kéo sự chú ý của Nam và An Hy nhìn sang. Bất ngờ khi nhận ra, người đàn ông đứng cạnh cô gái cáu gắt là Cao Hữu Khương. Trên tay anh ta cầm tài liệu quạt quạt cho cô ta. An Hy nhận ra, người phụ nữ này chính là người mà Khương đưa lên tối xe tối đó, là giám đốc của anh ta, Nhã Trúc. Có lẽ vì cái nhìn của hai người họ khá thẳng thắn, khiến cho Khương cảm nhận rồi ngẩng mặt nhìn tới. Vừa nhận ra cô và anh, Khương như có sự chột dạ dừng hành động quạt quạt cho Nhã Trúc, sau đó thu tài liệu về tay. Thấy vậy, ả nhìn anh, lại bắt gặp anh hướng ánh mắt đến nơi khác rồi nhìn theo. Bốn người bọn họ đối diện thẳng nhau. Nhã Trúc hiểu vấn đề dẫn đến hành động của Khương. Cô ta cười nhếch. Khương, đây chẳng phải cô bạn gái cũ của cậu à? Lục Kiến Nam vẻ mặt lạnh băng, anh quay sang cô hỏi, em quen bọn họ à? An Hy nghe vậy hiểu dụng ý của anh, cô khẽ cười lắc đầu. Em không ạ? Anh gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi, Nam cầm tay cô kéo đi. Thế vậy, Trúc nói với Khương, nhưng cố tình lớn giọng nói với theo cô. Khương này, bà gái cũ của cậu có người mới rồi đấy à? Sao nghe nói cô yêu cậu lắm, nhanh thế đã ở bên một người khác, không phải cắm sừng cậu trước rồi đấy chứ? An Hy nghe vậy làm ngơ. Cô lúc này đây không thể chịu nổi nữa, đành quay lại đối chất. Nhưng khi đó Nam nắm chặt tay cô, thanh âm vô cùng nhẹ nhẹ nói, nếu không quen thì em không cần bận tâm. Sau lời đó, anh đưa tay cô rồi mở cửa xe. An Hy nhìn lên anh, nhận thấy ánh mắt trấn an khiến cô không còn muốn lo nghĩ gì cả. Nam chẳng đoái hoài gì đến hai kẻ kia, anh yên vị ở bên vị trí của cô rồi đóng cửa xe lại. Khi đó, Luân không còn cam tâm để chủ tử của mình bị khi dễ. Cậu quay sang phía của Khương và Nhã Trúc, bày ra cái điệu bộ đang cố ngửi ngửi cái mùi gì đó. Sao sân bay quốc tế để xảy ra cái tình trạng mùi hôi thối bốc nồng thế này chứ? Cậu ta vừa hít mũi vừa tìm quanh, để khi đến gần vị trí của Trúc thì khịt mạnh hơn, sau đó dướn mặt đến gần ả ta. Trúc bị hành động sỗ sàng của cậu làm cho sợ mà lùi lại. Cậu làm cái gì thế à? Luân cau mày, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu. Tôi tưởng giác ở đâu quên hốt, hóa ra mùi thối bốc lên từ người của bà chị đây. Nói rồi, cậu đưa tay phẩy phẩy trước mũi. Ôi trời đất ơi, đúng là tên tồi, đứng với kẻ tệ, hỏng hết cả bầu không khí trong lành. Sắc mặt Trúc đỏ ửng vì tức, cậu... Á khẩu không nói thêm được gì nữa. Luân khi đó cũng quay người lại xe ngồi, rồi lái xe rời khỏi. Khương từ đầu đến cuối không hề nói một lời. Ánh mắt của anh ta từ lúc gặp An Hy liền nhìn theo cô đến khi ngay cả chiếc xe chạy đi rồi. Trúc giận đến điếng người, à hậm hực quay sang Khương khi thấy anh còn đờ đẫn nhìn theo xe kia rồi lên tiếng. Sao, tiếc gì nữa? Thế thì mau đuổi theo cô ta đi. À mà không biết cô ta để mắt đến cậu không? Dù sao cái người đàn ông kia đi cùng cô ta, nhìn cũng biết có giá trị hơn cậu. Chiếc xe anh ta ngồi vào không có rẻ đâu. Khương nghe vậy,
Trong lòng anh ta như bị châm lên ngọn lửa âm ỉ. Anh không nói gì quay mặt đi. Lại nhìn thấy từ xa có chiếc xe đi đến mà lên tiếng. Xe đến rồi. Trúc nhìn theo hướng của Khương, thấy anh cố tình lảng tránh lời mình, ả lại càng thêm tức giận. Xe vừa dừng lại, ả bước đến mở cửa ngồi vào rồi đóng lại luôn. Khương vừa mới chỉ bước tới, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ả hạ cửa kính xuống nói: "Tự gọi taxi đi theo đi." Nói xong, ả hướng đến tài xế yêu cầu lái đi. Khương đứng đó nhìn chiếc xe lướt qua anh, bàn tay dần vo lại thành quyền, chặt đến mức nổi cả gân xanh. Sau đó, anh chỉ đành nhịn xuống, vẫy một chiếc taxi ngồi vào rồi rời đi. Tinh Hoa, khách sạn 5 sao sang trọng nhất tỉnh A. Đoàn xe của Nam dừng trước tòa nhà chọc trời. Hai nhân viên khách sạn vội vàng đi tới chủ động mở cửa xe đón khách. Nam cùng An Hy bước ra ngoài. Cô quay sang anh hỏi: "Chúng ta ở đây ạ?" "Lần này chúng ta đến đây không có dư thời gian để nghỉ ngơi. Vậy nên khách sạn dễ linh động di chuyển." Bọn họ đi thẳng vào bên trong tìm đến quầy lễ tân. Hải Tứ lấy giấy tờ tùy thân đặt lên bàn. An Hy vô tình nhìn đến, cô phát hiện thứ Hải Tứ đưa chỉ là giả. Trên đó tuy là ảnh của Hải Tứ, nhưng lại là một cái tên khác. "Tôi đến lấy phòng, tôi đặt trước đó rồi." Nhân viên thao tác trên máy tra cứu, sau đó lấy ra một sấp thẻ phòng đưa cho Hải Tứ. Cậu nhận lấy rồi cất luôn giấy tờ tùy thân, quay người dẫn đường cho anh và cô. Chỉ có 4 người bước vào thang máy, số còn lại di chuyển theo hướng cầu thang bộ. Bước vào thang máy, cô mới quay sang hỏi: "Sao lấy nhiều thẻ phòng thế hả?" "Tính chất nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, để đảm bảo an toàn phải thuê toàn bộ phòng của tầng chúng ta ở." Nghe vậy cô có sự lo lắng nhìn anh. "Nam, anh có kế hoạch gì chưa?" "Về phòng rồi sẽ bàn." Bọn họ đi thẳng tầng 4, cửa thang máy tách ra, tất cả bước ra ngoài. Hải Tứ chia thẻ phòng cho mọi người. Sau đó cậu ta dẫn đường cho anh và cô đến phòng nghỉ của hai người họ. Nam bước vào bên trong, quay đầu nhìn Hải Tứ căn dặn: "Bảo anh em 10 phút nữa sang phòng bàn chuyện." Hải Tứ gật đầu vâng một tiếng. Nói rồi cậu ta đóng cửa lại rồi quay đi. Trong căn phòng khá lớn được thiết kế 3 gian, phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Nội thất ở đây đều là những mặt hàng xa xỉ phẩm. Vách kính dựng làm tường nhìn thẳng được ra thành phố bên ngoài. An Hy tiến lại phía kính cường lực, hướng ánh mắt nhìn xuống đường phố chen chúc. "Chúng ta không đợi Neil và Mizuki đến ạ?" Nam ngồi xuống chiếc ghế sofa, tự tay châm điếu thuốc, anh hút một điếu rồi trả lời: "Hai người họ đáp xuống sân bay sau chúng ta một ngày. Thời gian này tuyệt đối không được tỏ ra quen biết. Mọi kế hoạch đều bàn bạc qua video call." Cô nghe thế, quay người đi lại phía anh ngồi xuống bên cạnh. "Nam, anh chăng bao nhiêu phần trăm thành công ạ?" Anh bồi hơi thuốc sâu, ánh mắt nheo lại theo từng đợt hơi cay xâm chiếm cổ họng. "Dữ liệu chúng ta có được chỉ là Phương Bách Điền nắm giữ con chip. Ông ta cất ở đâu, có bao nhiêu lớp bảo vệ món đồ đó, chúng ta không ai hay biết. Vậy nên chưa thể xác định tỷ lệ thành công." Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nam dập điếu thuốc và gạt tàn rồi nói vọng ra: "Vào đi." Sau lời đó cửa mở ra, Hải Tứ cùng Lân và một vài người nữa bước lại tiến về phía anh và cô. Hải Tứ lên tiếng: "Đại ca, người của chúng ta xác minh được thông tin. Thời gian gần đây, Phương Bách Điền có quan hệ ngoài luồng với một cô người mẫu. Ông ta có vẻ rất chiều cô nhân tình này, hao tốn không ít tiền của vào cô ta. Có một mua một căn biệt thự trong khu cao cấp cho cô ta để sống chung. Cứ vào mỗi tối cuối tuần, ông ta sẽ đưa nhân tình đến khu giải trí kinh chơi khoảng 1 giờ đồng hồ. Mục đích rửa tiền là chính. Em có suy đoán, khả năng cao ông ta cất giữ con chip ở chỗ nhân tình." Nam nghe vậy gật đầu. "Hiện tại thông tin con chip rất ít, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử tìm kiếm." "Vậy ngày mai là cơ hội tốt nhất. Mai là cuối tuần, ông ta sẽ đưa nhân tình của mình ra ngoài. Chúng ta tận dụng thời điểm này để lẻn vào trong." "Đã tìm hiểu an ninh nơi ở của ông ta chưa?" Luân lúc này gật đầu. "Khu biệt thự cao cấp này dành cho các tầng lớp thượng lưu, giới nhà giàu sinh sống, cho nên an ninh ở đây rất an toàn. Có 2 cổng đi vào khu, đều bố trí người canh gác. Buổi tối có 3 lượt đi tuần, 7, 9, 12 giờ. Trong căn biệt thự của Phương Bách Điền chỉ bố trí 2 người quản lý. Điều này cũng khá lạ. Phương Bách Điền trước giờ đi đâu, ở đâu cũng có mấy lớp vệ sĩ. Ngay cả nhà của ông ta bố trí người canh gác xung quanh. Vậy mà căn biệt thự trị giá như thế chỉ có 2 người quản lý. Trong khi thời gian gần đây, ông ta hay lui tới nơi này. Em cho rằng, ông ta muốn đánh lạc hướng sự chú ý của người khác.
Ông ta sắp xếp nhiều vệ sĩ ở nhà riêng để khiến kẻ khác cho rằng nơi đó được cất giấu con chip, nhưng thực chất lại đem con chip đó để ở nơi lỏng lẻo nhất. Nam trầm lặng suy tính một hồi, sau đó anh lên tiếng. Suy đoán của mày đúng hay không ấy, chúng ta phải tìm kiếm ở đó. Lão ta là tên cáo già, dù lão muốn đánh lạc hướng thì không thực sự nới lỏng bảo vệ món đồ đó. Chỉ đặt hai vệ sĩ quản lý, nhưng bên trong rất có thể chứa vô số các cơ quan nguy hiểm. Vậy giờ chúng ta làm thế nào ạ? Còn thế nào nữa, có bẫy thì cũng phải thử thôi. Ngày mai khi Neil và Mizuki đến, chúng ta chia làm ba nhóm. Hai đứa mày cùng một số anh em quan sát tình hình căn biệt thự của ông ta, báo cáo thời điểm Phương Bách Đền đưa nhân tình ra ngoài. Neil và Mizuki phụ trách tiếp cận ông ta ở khu vực giải trí để giữ chân, kéo dài thời gian cho chúng ta. Sau đó mấy đứa tìm cách dụ hai tên quản lý rời đi. Dựa vào tình hình để làm việc, nếu khó quá có thể động thủ, nhưng tuyệt đối đừng gây ầm ĩ. Xong báo cáo lại anh tự vào bên trong tìm kiếm. Nghe vậy cả Hải Tứ và Luân sửng sốt. Đại ca, bên trong nguy hiểm lắm, một mình anh vào không an toàn, cứ để bọn em làm. Chính vì nguy hiểm không thể để quá nhiều người vào, rất dễ đánh động. Annie nãy giờ giữ im lặng, lúc này cô vội lên tiếng. Vậy em đi cùng anh. Nam cong khóe miệng nhìn cô. Em tất nhiên phải đi cùng tôi. Nói rồi anh quay sang Hải Tử và Luân. Thôi được rồi, ngày mai Neil và Mizuki đến, hãy trao đổi với họ về kế hoạch. Còn bây giờ chúng ta thư giãn đi, vui chơi được là được, làm như chúng ta đến đây du lịch. Tai mắt của ông Điền kia có khắp mọi nơi, hành tung thần bí quá khiến ông ta chú ý đấy. Nghe vậy bọn họ gật đầu. Nam sau đó đứng dậy nhìn cô. Chúng ta đi thôi. Cô không hiểu ý anh mà đứng dậy. Đi đâu ạ? Tất nhiên đưa em đi chơi một vòng. Nói rồi anh cầm tay cô kéo thẳng ra ngoài. Hai người họ trở xuống sảnh dưới. Vừa bước ra khỏi thang máy, bắt gặp Cao Hữu Khương và Nhã Trúc cũng đặt phòng ở đây. Bọn họ chỉ nhìn nhau một cái rồi lướt qua như không hề quen. Chỉ có Khương trong lòng không yên, bước cùng với Trúc và thang máy, nhưng tâm của anh ta thì hướng đến phía cô. Lúc này đây Trúc lên tiếng. Đã hẹn được với ông chủ Phương chưa? Sau câu hỏi của ả, không gian trong thang máy im bặt. Đợi hồi không thấy có câu trả lời, Trúc cau mày nhìn sang, thấy Khương dáng vẻ trầm tư như người mất hồn. Cao Hữu Khương. Khi đó hắn sực tỉnh nhìn sang ả. Ờ, có chuyện gì thế? Trúc cười hắt. Sao, gặp lại người cũ, không phải đang nghĩ cách nối lại rồi đấy chứ? Khương không trả lời vấn đề của ả ta, anh ta chỉ nhàn nhạt đáp. Chúng ta đến đây vì công việc, không cần để ý vấn đề khác. Không cần để ý á? Vậy rốt cuộc ai như kẻ mất hồn từ lúc ở sân bay đến giờ? Tôi chỉ đang nghĩ về hợp đồng tài trợ. Đến giờ cuộc hẹn với ông chủ Phương chưa nhận được hồi đáp. Trúc thì anh nói tránh, ả càng thêm tức giận, nhưng cũng không còn lý do để bắt bẻ. Ả quay mặt hậm hực nói. Có mỗi cuộc hẹn suốt thời gian qua không hẹn được. Này Khương, cậu nên nhớ, leo lên được ghế phó giám đốc này là nhờ ai? Tốt nhất làm tốt chức trách của mình. Hắn nghe thế bàn tay siết chặt, nhưng vẻ mặt không lộ ra chút bất mãn, chỉ gật đầu đáp. Ừ, tôi biết rồi. Thấy hắn không phản biện lại, ả không làm lớn chuyện nữa mà vào vấn đề chính. Nghe nói ông chủ Phương có cô nhân tình là người mẫu đang sống ở khu biệt thự cao cấp. Nếu hẹn ông ta không được, vậy đành tiếp cận từ nhân tình của ông ta. Lát nữa theo tôi ra ngoài mua vài món quà, sau đó cậu thử liên hệ lại với trợ lý của ông ta, hỏi về cuộc hẹn xem. Nếu vẫn không được, tối mai chúng ta đến nhà của nhân tình ông ta. Được rồi. Cửa thang máy mở ra, bọn họ cũng bước ra ngoài. Khương kéo theo hành lý đi đến phòng tra thẻ vào rồi mở cửa. Hắn đưa hành lý vào trong phòng rồi quay lại nhìn Trúc. Tôi ở phòng bên cạnh, giám đốc cần gì cứ gọi. Nói rồi Khương đi thẳng ra phía cửa. Trúc đứng đó nhìn hắn, trong lòng ả để ý tới việc hắn thơ thẩn vì người bạn gái cũ, ả thấy không cam tâm. Khương. Nghe tiếng gọi hắn quay lại. Có chuyện gì vậy? Ả bước đến trước mặt hắn, đưa tay tháo caravat, ngữ điệu thay đổi hẳn. Khương giận Trúc vì mấy lời khi nãy đi à? Hắn nghe vậy không lộ một chút cảm xúc, đưa tay gỡ tay ả xuống. Giám đốc nghĩ nhiều rồi. Ả thấy vậy ôm chầm lấy hắn, gương mặt áp lên vòm ngực tỏ ra mềm yếu. Trúc biết là Khương giận, nhưng những lời đó là vì Trúc yêu Khương. Trúc thấy ghen với cô ta khi Khương cứ mãi lưu luyến như thế đấy. Hắn đối với lời này dường như chẳng còn bao nhiêu sự rung động. Giám đốc à, chúng ta đến đây vì công việc.
Những chuyện tình cảm riêng tư thì gác lại thôi. Trúc thấy hắn hờ hững như thế thì càng không cam tâm. Con người ả có tính nữ chủ rất mạnh, càng không thích những thứ mà ả nhìn đến lại tơ tưởng đến người khác. Cho dù là ả không còn bao nhiêu hứng thú, nhưng vẫn muốn khiến Khương chỉ được nghĩ và nhớ đến mình ả. Ả mạnh bạo hơn, vòng tay qua cổ hắn ghì xuống, chủ động hôn lên môi hắn. Khương đưa tay muốn đẩy ả ra, nhưng Trúc cầm tay hắn, lúc này không cho cử động. Tuy ban đầu Khương không có ý định, nhưng đối với sự câu dẫn của Trúc, hắn không thoát được dục vọng bản năng. Lập tức sau đó ngấu nghiến đáp lại ả, rồi cả hai cùng ngã lăn xuống chiếc giường. Thời điểm đó, Nam lái xe chạy thẳng đến khu biệt thự cao cấp. Xe dừng trước rào chắn của cổng trạm an ninh, nhân viên liền tiến lại. Cửa kính xe được hạ xuống, Nam nghiêng mặt nhìn ra. Nhân viên an ninh nhìn gương mặt anh và cô thì thấy lạ mắt. Xin hỏi hai người tìm ai? Nam nghe vậy bình thản trả lời, chúng tôi tìm nhà chứ không tìm ai. Nhân viên nghe thấy xong khó hiểu, thẫn ra một hồi. Thấy thế Nam khẽ cười, chúng tôi sắp kết hôn nên muốn đi xem nhà. Đáng lẽ là có hẹn với chuyên viên môi giới, nhưng anh ta báo bận, vợ chồng tôi nóng lòng, cho nên tôi đưa cô ấy đến đây đi xem trước một vòng. Nhưng mà hai người cứ đi vòng quanh trong này cũng không được hay, nếu có người môi giới đi cùng thì tốt hơn. Không sao đâu, chúng tôi đi xem qua vài căn chưa có chủ rồi sẽ ra. Nói rồi anh rút vài tờ tiền mệnh giá cao nhất, rồi chủ động nhét vào túi áo ngực của người nhân viên. Làm công việc này biết là vất vả, anh cầm vài đồng mua nước. Yên tâm đi, nếu tôi chọn căn ưng ý rồi chuyển đến đây, tôi sẽ quan tâm anh hơn. Bị ma lực của đồng tiền làm cho người nhân viên buông bỏ cảnh giác, anh ta cười nói rất chi là vui vẻ. Anh quan tâm những nhân viên như chúng tôi thế này quý hóa quá, cũng mong sau này được vợ chồng hai người nhiều hơn. Nói rồi người nhân viên vội vàng quay lại nâng rào chắn lên. Nam khi đó khóe miệng cong cong, cửa kính được đóng lại. Anh lái xe chạy thẳng vào bên trong. An Hi nãy giờ chỉ im lặng ngồi bên ghế lái, lúc này cô lên tiếng, Nam sao lại đến đây? Không phải nói nhân tình của Phương Bách Điền sống ở đây à? Chúng ta nên biết qua tình hình địa điểm để dễ hành động. Nhưng chúng ta lộ mặt thế này không sợ bị... Dù sao kế hoạch tối mai cũng không thể giấu mặt mà đi vào nơi này, vậy nên để họ quen mặt trước sẽ dễ ra vào hơn. Cô gật đầu vẻ hiểu chuyện, sau đó hỏi anh, nhưng như thế chẳng phải dễ dàng hơn cho Phương Bách Điền khi muốn tìm ra người lẻn vào nhà ông ta? Vậy em nghĩ chúng ta dễ dàng vào nhà Phương Bách Điền rồi rời đi không ai biết à? Ông ta là người không tầm thường đâu, phát hiện có kẻ lén xâm nhập bất hợp pháp rất nhanh sẽ tra ra là ai. Nhưng nếu như chúng ta thực sự lấy được món đồ, Phương Bách Điền cũng không đánh động ầm ĩ. Thứ ông ta chỉ có thể làm đó là âm thầm truy đuổi, hoặc là chấp nhận sự việc. Mất món đồ quan trọng như thế mà không báo cảnh sát á? Anh nghe vậy bật cười nhìn sang cô. Trong thế giới này, cảnh sát là một sự cấm kỵ, có thể quan hệ nhưng không được kéo vào. Annie sững lại bởi không hiểu hết hàm ý của anh. Nam nhìn phía trước tiếp tục nói, một khi cảnh sát can thiệp, không đơn giản tìm lại món đồ bị mất, có rất nhiều vấn đề bắt buộc phải hé lộ. Vậy nên nếu như không phải bất đắc dĩ thì không ai lựa chọn gì đến cảnh sát em ạ. Cô nghe vậy mơ hồ hiểu được những khía cạnh trong thế giới này. Quả thực trước giờ chỉ quanh quẩn với cuộc sống hết sức bình thường, sáng đi làm tối trở về, ngày ngày kiếm tiền lo cho mục tiêu của bản thân. Chỉ vậy thôi khiến nhiều lần cảm thấy mệt mỏi. Vậy thế giới của Nam tồn tại đầy rẫy mưu tính và cả chết chóc thì sẽ mệt mỏi thế nào nhỉ? Cô nhìn thẳng phía những căn biệt thự xa hoa trên đường phía trước, bất giác cô lên tiếng, Nam, điều gì khiến anh tiếp tục cuộc sống trong thế giới này như thế? Anh cười nhẹ, tôi cảm thấy ở trong thế giới này tôi không cần dựa dẫm bất cứ ai, như vậy không bao giờ phải bất ngờ khi bị ai đó bỏ rơi. Ở trong thế giới này nhìn thấu được rất nhiều lòng người, nhưng vì vậy biết được hóa ra ngoài nhẫn tâm thì còn có vô nhân tính. Hóa ra vẫn có người có thể làm tới mức tuyệt tình hơn được nữa. Sống trong thế giới này, tôi học được cách không để mình bị tổn thương. Con người chúng ta vì cuộc sống vô số lần ép dạ cầu toàn, rồi đến một ngày nhận ra bản thân không còn là đơn thuần như ngày cũ. Có thể tốt hơn, có thể tệ đi, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân hối hận hay không. Vậy nên đối với cuộc đời này, nghĩ đơn giản đi một chút, thích chính bản thân mình quan trọng hơn thích thế giới. Nếu như tôi quay lại chuyến xe năm đó, tôi vẫn lựa chọn ngồi trên chuyến xe đấy mà không quay đầu nhìn lại. Lời của Nam khiến cô trở nên trầm mặc.
Thì ra cái mà anh nói, thích chính bản thân quan trọng hơn thích thế giới, chính là đi cả chặng đường dài, để khi quay đầu nhìn lại hài lòng với bản thân của hiện tại. Thì ra cuộc sống lúc trước, thứ khiến cô nhiều lần mệt mỏi, không phải vì những lo toan cuộc sống, mà là vì vô số lần ép dạ cầu toàn, nhưng đổi lại chỉ là sự hối hận. Nam thấy cô tĩnh lặng lên tiếng. Nhưng gần đây tôi bắt đầu có suy nghĩ, không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Nghe vậy cô quay sang nhìn anh. Vì sao ạ? Anh đối mặt với cô. Bởi vì tôi phát hiện tôi thích chính mình khi ở cùng em trải nghiệm qua những ngày hết sức bình thường. Anh quay mặt nhìn phía trước, mỉm cười rất ôn nhu nhắc lại. Em nghĩ xem, mỗi sáng tôi đều gọi em dậy, chúng ta cùng chạy bộ cùng ăn sáng. Tôi đưa em đi làm, đến giờ đón em về, rồi cùng nhau ăn cơm. Nếu em không thích động tay động chân trong bếp, tôi có thể nấu. Nếu em chê tôi nấu không ngon, vậy không có cách nào khác, chúng ta ra nhà hàng ăn. Rồi khi đêm buông xuống, cùng ôm nhau ngủ đến tận sáng, không hề có cơn giật mình nào. Nói tới đây, anh bất giác bật cười. Lục Kiến Nam tôi quả thực chưa từng trải qua cuộc sống như vậy bao giờ, nên đúng là rất háo hức. Ani, chúng ta kết hôn đi em. Cũng đang nhân tiện đây, không bằng em chọn một căn. Sau chuyện này, tôi cưới em rồi chúng ta dọn đến đây ở. Không thì em tùy ý chọn một nơi em thích. Chỉ cần là em, đến nơi nào tôi cũng đều có thể cho em một mái nhà. Ani chợt sững lại. Nơi trái tim cô trước đó giống như mảnh đất cằn cỗi mùa hạn hán nứt toác, nhưng từ khi gặp anh lại như được tưới nước, hạt mầm đâm chồi nảy lên, cho đến bây giờ đã ươm cả vườn hoa nở rộ. Cô không biết được trước sự nguy hiểm sắp tới đây khủng khiếp bao nhiêu, nhưng thời điểm hiện tại ngồi cạnh anh, cô hoàn toàn không hối hận với mọi lựa chọn trước đó. Bản thân của hiện tại rõ ràng thay đổi rất nhiều, nhưng kỳ lạ, cô thích chính mình như thế. Cảm giác giống như anh thổi đến cô một ngọn gió mới, mùi hương thơm mát như quay trở về thanh xuân đầy nhiệt huyết và sự nông nổi. Ani nở nụ cười xinh đẹp. Nam, anh muốn cầu hôn, đâu thể sơ sài đến mức không có nhẫn thế. Nhẫn á, tôi lại không muốn cùng em dùng nó làm mặt dây chuyền đâu. Vậy nên chọn vài căn nhà đứng tên em, tôi thế chấp toàn bộ tài sản của mình, xem là sự đảm bảo cho lời hứa. Anh không sợ em ôm hết của bỏ chạy à? Anh bật cười. Lê An Hi, ở bên cạnh tôi được một thời gian, em ngây thơ như vậy ư? Em cho rằng tôi giao phó hết tất cả, lại để em có thể có cơ hội chạy thoát. Lục Kiến Nam tôi nhìn chúng, em có chạy đằng trời. Cô phì cười nhìn đằng trước. Nếu vậy em chỉ còn cách cam tâm tình nguyện ở lại. Lục phú soái của em không cần thiết phải thế chấp. Không, điều đó không đơn thuần chỉ là sự đảm bảo cho lời hứa, còn là sự đảm bảo cho cuộc đời em. Tôi nhìn thấy em rời bỏ quãng thời gian trước đó không hạnh phúc chỉ với chiếc vali hành lý. Vậy nên trong trường hợp nếu tôi không thể thực hiện lời hứa vì bị thế giới này khiến cho biến mất hoàn toàn, tôi hy vọng em có thể sống tốt quãng đời còn lại, ít nhất là về vật chất. Cô nghe vậy sửng sốt nhìn anh. Đừng có nói mấy cái lời xui rủi đó chứ. Em nên hiểu thế giới này là thế mà. Một cuộc sống bình thường vốn ẩn chứa những điều bất ngờ ập đến mà ta thì không thể lường trước hết được. Thế giới này càng nhân đôi những điều như thế mà em. Chúng ta không thể nào đối mặt với nó bằng việc không được nghĩ đến, không được nói ra, mà phải dùng trạng thái luôn sẵn sàng chấp nhận tất cả, để khi nó xảy ra, mức độ tổn thương không đến mức không chống đỡ nổi. Thì ra, cái anh nói là học được cách không để mình tổn thương chính là trải qua rất nhiều sự chấp nhận đó. Thì ra, sự háo hức của anh khi nhắc đến cuộc sống bình thường mà anh chưa từng trải qua là rất nhiều háo hức. Cô nhận ra, người đàn ông này đã phải mạnh mẽ quá lâu rồi. Lâu đến mức anh quên mất, con người chúng ta đều có quyền hy vọng may mắn đến với chính mình. Được rồi, chúng ta sẵn sàng đối mặt. Nhưng Nam, phải hứa với em, dù trong bất cứ tình cảnh nguy hiểm nào, nhất định phải vì chính mình sống tốt. Em không nhận bất cứ chữ thế chấp nào của anh. Anh đã hứa thì em sẽ đợi. Em hoang phí gần nửa đời người để chờ đợi mà không nhận được kết quả gì. Vậy nên lần này, anh nhất định phải thực hiện được. Nếu không em tìm anh để đòi đấy. Anh ngay vậy sững lại nhìn cô. Anh nhận ra trong mắt cô hoàn toàn là sự kiên định. Cô quả thực dám nói sẽ dám làm. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Lục Kiến Nam cảm thấy anh có thể vì một người không nỡ rời bỏ, càng vì người đó lo sợ sống chết của chính mình. Được rồi, tôi hứa, trở về và chúng ta kết hôn. Hai điều này nhất định không buông bỏ cho đến ngay cả giây phút cuối cùng. Rốt cuộc trong ngàn vạn duyên số này, thế nào là đúng người, đúng thời điểm?
là khi cô tìm một người luôn yêu cô, yêu đến cả những khuyết điểm tồi tệ nhất. Còn anh gặp được một người thương anh thực lòng, nguyện cùng anh đi hết những tháng ngày về sau, nhất định không nghĩ đến chuyện rời bỏ. Là họ khi gặp nhau giữa thời điểm anh có thể bảo vệ, che chở cho cô trong bất cứ hoàn cảnh. Còn cô đủ trưởng thành và vững vàng, cùng anh trải qua đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Là họ gặp nhau ở thời điểm khi mà thứ duy nhất anh cần chỉ là một người không bao giờ rời đi. Còn cô thật tình cờ, chỉ muốn một cuộc tình có kết quả. Thật ra, cái gọi đúng người, đúng thời điểm chính là cả hai ở bên nhau. Một người không từ bỏ, một người không buông tay. Dù thế gian thay đổi, hai người vẫn là một nhà. Tối ngày hôm sau, tất cả diễn ra theo kế hoạch được bàn bạc trước đó. Chiếc xe hạng sang đỗ trong vị trí khuất cách khu cao cấp không quá xa. Trong khoang xe, Annie có chút căng thẳng, liên tục bật điện thoại nhìn giờ đồng hồ. Thấy vậy, Nam ngồi cạnh bỗng đưa tay đoạt lấy điện thoại của cô, đem nó bỏ vào cốp đồ. Không cần lo sợ quá, cứ bình thường giống như hôm qua chúng ta đến ấy. Nhưng mà hôm qua em không hề nói với em, trong cốp xe có giấu người. Nói em biết rồi em lo sợ thêm thì sao? Cô nghe vậy thở mạnh một tiếng. Tại vì đến giờ không thấy Luân báo tin, có khi nào cậu ấy bị phát hiện không ạ? Đừng lo, bình thường cậu ta có chút quậy phá, nhưng trong công việc rất thận trọng, cứ đợi thêm đã. Cô ngoài chờ đợi thì đâu thể làm được gì đâu. Cô gật đầu một cái. Bỗng lúc này trong người kéo đến cơn nôn nao. Cô vội vàng mở cửa cúi ra ngoài nôn khan vài cơn. Nam thấy vậy lo lắng vươn người vuốt vuốt lưng cho cô. Không khỏe à? Tôi đưa em về nhé. Cô nghe vậy ngồi thẳng lại lắc đầu. Không, chắc em căng thẳng quá ấy. Giờ anh đưa em về em càng không an tâm. Nam quan sát sắc mặt cô có phần xanh xao, vẫn là không yên tâm nổi. Không được đâu, tôi đưa em về rồi gọi bác sĩ khám. Nói rồi anh định khởi động xe. Annie đưa tay cản. Nam, em không sao thật mà. Vừa lúc đó chuông điện thoại của anh vang lên. Anh dừng lại rồi bắt máy. Đại ca, có thể triển khai bước tiếp theo ạ. Nghe vậy Nam trả lời, tạm dừng hành động. Cô ngồi cạnh nghe anh nói đến đó, liền đoạt lấy điện thoại. Không cần đâu, giờ chúng tôi sẽ vào. Nói rồi cô tắt máy nhìn anh. Nam, em không sao. Nhưng nếu giờ chúng ta bỏ lỡ cơ hội, biết đâu lần sau khó hành động hơn. Lỡ như Phương Bách Điền phát hiện ra gì đó, ông ta càng thận trọng. Nhưng em không khỏe. Em nói em không sao. Bây giờ mà về càng thêm lo lắng, vì chưa thể giải quyết xong chuyện. Thế nên chúng ta mau tận dụng cơ hội để hoàn thành. Nam vẫn lo lắng chứ. Nhưng thấy cô nói vậy, anh đành lái xe chạy thẳng đến cổng an ninh. Vẫn là người nhân viên đó chạy ra, vừa nhìn thấy hai người họ thì cười hớn hở. Hai vị lại đến đấy à? Chưa tìm được căn nào ưng ý ư? Hôm qua chúng tôi chốt được rồi, hôm nay đến xem thêm một lần nữa để thống nhất hợp đồng. Tôi cũng nói chuyện với bên quản lý, anh làm việc rất nhiệt tình, sau cất nhắc anh một chút. Nghe vậy người nhân viên cười tươi hơn. Cảm ơn anh để tâm đến tôi. Nam rút thêm vài tờ tiền nhét vào áo anh ta, rồi vỗ vỗ vài cái lên ngực. Anh em làm việc vất vả, mua gì đó cho mọi người ăn để lấy sức, tôi mời nhé. Anh ta gật đầu cảm ơn rối rít, rồi vội vàng nâng rào chắn lên cho xe đi qua. Nam lái xe đi thẳng vào trong. Người nhân viên cũng lấy tiền trong túi ra đếm. Lần này giá trị nhiều hơn mấy lần. Anh ta vui sướng đến độ không nghĩ ngợi được gì, vội đi vào phòng an ninh lấy bộ đàm báo. Đi tuần xong rồi về phòng, chúng ta nhậu một bữa. Hôm nay có lộc lớn nhỉ? Nói rồi anh ta tắt bộ đàm, hí hửng mở điện thoại đặt ship đồ ăn. Khi đó Lam lái xe đi quanh một vòng, cho đến khi cả khu bất chợt bị cúp điện. Anh tắt đèn xe hướng đến căn biệt thự của Phương Bách Điền. Đội tuần lúc này sớm rời vị trí sau khi nghe thông báo từ bộ đàm. Xe dừng lại, Nam cùng An Hy bước xuống. Từ một góc khuất, Luân cùng Hải Tứ đi ra. An Hy dù biết trước nhưng nhị không được buồn cười khi thấy Luân đội tóc giả nữ có kiểu dáng giống mái tóc của cô. Cậu ta mặc chiếc váy cùng mẫu cô đang mặc trên người. Luân, cậu giả gái đẹp hơn làm đàn ông luôn. Luân cau mày bất mãn. Nhiều người như vậy, tại sao chọn đúng em giả gái chứ? Nam nhị không được cười cười vỗ vai cậu ta. Yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định không nói cho vợ tương lai của cậu biết. Thôi được rồi, mau tranh thủ, thời gian không còn nhiều đâu. Nghe vậy Luân liền đi lên xe ngồi bên ghế phụ, chỉnh lại mái tóc che bớt khuôn mặt mình. Hải Tứ khi đó nhìn đến anh. Đại ca, em đã kiểm tra, cửa cài mã khóa báo động, nhưng mất điện thì sẽ không hoạt động. Biết rồi, hai người mau đi đi. Nói rồi Hải Tứ gật đầu ngồi vào xe. Nam cùng với An Hy vội vàng tiến lại phía cửa nhà của Phương Bách Điền.
với một chút thủ thuật của anh, khóa cũng được mở. Hai người họ bước vào trong, cửa vừa đóng lại, điện khu vụt sáng, xe anh cũng lăn bánh chạy đi, hướng trở ra phía cổng an ninh. Cửa kính đóng kín, qua camera an ninh chỉ thấy bóng dáng một nam một nữ ngồi trong xe không rõ mặt. Ngay khi xe Hải Tứ chạy ra khỏi cổng, chiếc xe khác cũng đi tới, dừng lại trước cửa rào chắn. Vẫn là người nhân viên an ninh chạy ra, cửa kính hạ xuống, Khương nhìn ra mà hỏi, chúng tôi muốn vào trong. Hai người tìm nhà ai? Nhà người mẫu Lan Thi. Cô Lan Thi à? Khi nãy thấy xe ông chủ Phương đi ra, không biết cô Lan Thi có đi cùng không? Trúc ngồi bên ghế phụ lên tiếng, chúng tôi có hẹn trước. Vậy tôi mở vào. Nói rồi, nhân viên quay đi, ấn nâng rào chắn. Khương sau đó lái xe đi thẳng vào trong. Tại khu giải trí Thượng Đẳng Kinh, bình thường nơi này mỗi tối đều tụ hội rất đông khách hàng thuộc giới thượng lưu đến vui chơi. Thời điểm cuối tuần thì lại càng đông đúc, náo nhiệt hơn hẳn bởi có nhiều sân chơi đặc sắc hơn thường ngày. Bên trong, tại một sòng bài, nơi vị trí người đàn ông trung niên tướng tá cao lớn, xà tay ông ta khoác lên bờ vai mảnh khảnh của người phụ nữ bên cạnh. Cục cưng à cục cưng, hôm nay chúng ta thắng nhiều thế này, sao trông em không mấy vui? Cô ta chán nản dựa lưng vào ghế. Chơi mà thắng thế này thì cũng chán nhở, chả có chút kích thích gì ấy. Nghe thấy ông ta bật cười. Đúng là không ai như em, thắng lại không thích à? Thế được rồi, nói xem em thích gì. Hôm nay em thấy trong người khó chịu thế nào ấy, ở đây ồn ào em chỉ muốn về thôi. Vậy được, chúng ta về. Nói rồi, ông ta phất tay gọi nhân viên. Một nam nhân viên tiến lại cúi đầu. Ông chủ Phương muốn ký gửi hay muốn đổi tiền à? Mấy cái đồng lẻ ở đây đem về chả giải quyết được gì, cứ để lại, lần sau cô ấy đến chơi. Dạ vâng vâng. Sau đấy, nhân viên vốn định vơ những đồng chip trên bàn thì lúc này một giọng nói vang lên. Mới giờ này đã nghỉ, chơi ăn non đấy à? Xuất hiện trước mặt Phương Bách Điền là cô gái còn khá trẻ, ăn mặc vô cùng táo bạo, gương mặt được trang điểm sắc sảo, đi cùng người đàn ông ngoại quốc tiến lại phía chiếc ghế đối diện ông ta. Mizuki, cô đưa chiếc ví cầm tay phủ kín đá quý cho Neil. Anh ta nhận lấy, rút từ trong ví tấm thẻ nhựa màu đen đưa cho người nhân viên đứng gần đó, sau đó đem đi đổi chip. Lúc này Phương Bách Điền nhìn cô ta. Vừa nãy cô nói ai ăn non? Mizuki cười nhếch, cô ta khoát tay, Neil hiểu ý lấy ra bao thuốc, lựa ra một điếu rồi bồi lửa cho Mizuki. Cô ta hút một hơi khói sâu rồi nhả ra. Ở đây mới chỉ có mình ông dừng cuộc chơi, vậy còn nói ai được nữa? Nghe vậy Lan Thi ngồi bên cạnh giận dữ chỉ tay vào mặt Mizuki. Có biết chúng tôi là ai không? Sao dám nói thế? Là ai thì quan trọng à? Đã vào đây chỉ cần quan tâm có tiền hay không thôi. Đây là... Còn chưa nói hết, ông Điền bỗng gạt tay Lan Thi xuống nói với Mizuki. Xem ra cô không vừa ý chúng tôi. Là không phục mới đúng. Vừa nhìn thấy bàn này là cố tình để cho hai người thắng. Ông Điền nghe vậy cười khẩy. Không phục à? Vậy được, tôi chơi với cô một ván, cược hết số tiền này. Mizuki đảo nhẹ trong mắt, nhìn đống chip được cược trước mặt ông Điền. Cứ bằng mấy đồng lẻ bỗng nói á. Phương Bách Điền lúc này thẫn ra một lúc, đột nhiên cảm thấy cô gái trước mặt khá ấn tượng. Ông ta ngửa mặt cười lớn. Lan Thi ngồi cạnh chẳng mấy vui khi thấy thái độ kỳ lạ của ông Điền. À, cau mày khó chịu. Anh à, em muốn đi về. Có điều giờ đây sự để tâm của ông Điền dành hết cho người đối diện. Ông ta thu cánh tay khoác trên vai Lan Thi lại. Nghe lời đi cưng, ván bài này Phương Bách Điền anh không để thua. Nói rồi ông nhìn Mizuki. Cô muốn cược bao nhiêu đây cô gái? Mizuki cười nhếch. Nói ra giá trị thì còn gì thú vị. Như thế này, chúng ta chơi 3 ván, ai thắng nhiều hơn thì được yêu cầu một hiện vật của đối phương. Sắc mặt ông Điền lập tức đanh lại, ánh mắt ông ta đem theo sự dò thám khoét sâu vào đôi mắt Mizuki. Nhưng để làm sao tôi biết cô có gì để có thể yêu cầu đáp ứng của tôi? Tất nhiên không đến mức phải 2 sao trên trời. Thế nào, ông không dám cược à? Vì sợ thua thì không đáp ứng được thứ tôi muốn. Ông Điền cười hắt. Cô có biết tôi là ai không đấy? Vậy thì nên biết, trên đời này không có thứ gì mà tôi không thể có. Đoạn ông ta gằn giọng, chia bài đi. Sau lời đó, nhân viên tiến đến cầm bộ bài sáo. Mizuki dáng vẻ bình thản, bờ môi tô son đỏ khẽ cong lên.
Thời điểm ấy, tại biệt thự của Phương Bích Điền, bên trong không gian sang trọng, chỉ có duy nhất ánh đèn pin soi lối đi. Giọng An Hy vang lên: "Nơi này rộng nhỉ, lại có nhiều phòng, sợ là chúng ta không đủ thời gian để lục tìm hết ý." Nam cùng cô hướng lên tầng. Thư phòng và phòng ngủ, hai nơi luôn ở trong phạm vi thường lui tới. Chúng ta tìm ở hai nơi này trước. Trong không gian tối đen như mực, bước chân họ dù rất nhẹ nhàng nhưng không cản được âm thanh nhỏ phát ra. Hai người tìm qua mấy căn phòng, cuối cùng tìm đến phòng làm việc của Phương Bách Điền. Ánh đèn pin chiếu rọi khắp vị trí, nơi nào cũng bị tìm qua. An Hi lúc này giật nhẹ áo anh: "Nam, nhìn xem." Cô chỉ tay một phía, anh theo hướng đó dọi đèn pin tới. Trước tầm nhìn của họ, một bức tranh sơn dầu, nhưng Nam vừa thấy đã nhận ra giá trị của nó. "Intertrain, giá trị của nó không nhỏ, từng được giao bán với giá 300 triệu đô. Không ngờ nó vào tay ông ta." "Nhưng anh nghĩ xem, bức tranh giá trị cao như thế, không phải treo ở một nơi mọi người có thể chiêm ngưỡng, sao lại treo trong thư phòng riêng? Hơn nữa thiết kế bức tường cảm thấy không thích hợp để treo tranh ở đây." Anh suy tư một hồi, đưa đèn pin cho cô cầm. Anh bước đến gần bức tranh, đưa tay khẽ dịch chuyển, rồi sau đó anh gỡ bức tranh xuống. Quả thực sau bức tranh chiếc két âm tường. Cô vội vàng đến gần: "Cái mã à, liệu mở được không anh?" Vừa dứt lời, cô cảm nhận cơn buồn nôn ập đến. Cô vội che miệng mình, quay mặt đi hướng khác. Thấy vậy anh lo lắng: "Em ổn chứ?" Cô thực ra cảm thấy choáng váng khủng khiếp, nhưng không muốn anh lo lắng nên chỉ lắc đầu: "Không sao đâu, mã này anh phá được không?" Anh soi xét một hồi: "Ừ, có thể thử." Anh áp tai đến gần, tay anh rầm rò mẫm mã khóa, không gian tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Khi đó, trên con đường bên trong khu biệt thự, xe của Cao Hữu Khương vẫn còn quanh quẩn ở đây. Ánh mắt ngó nghiêng nhìn quanh, sao biết được nhà nào nhỉ? Trúc ngồi bên cạnh anh ta, liên tục bấm điện thoại gọi cho ai đó nhưng bất thành. Ai mà biết, ở đây chia làm nhiều khu thế này, cứ nghĩ tìm đúng số nhà là được, lại còn phải đúng khu nữa. Giờ liên lạc cho bên kia cũng không nổi. "Thế có điểm gì nhận diện không?" "Chị nói là trước nhà có cây hoa giấy." Khương di chuyển xe chậm chậm trên con đường tìm kiếm, hướng xe rẽ vào khúc cua, ánh đèn chiếu thẳng đến phía trước. Rất nhanh, tầm mắt thấy cây hoa giấy hiện ra, liền nhấn chân ga chạy đến trước đó mà dừng lại. "Phải nhà này không nhỉ?" Trúc nghe vậy nhìn ra, à hướng đến biển số nhà thấy đúng với thông tin. "Đúng số nhà có cây hoa giấy, chắc là đây rồi này." Nhưng bên trong tối đen, hình như không có người trong nhà. Trúc ngó nghiêng, vô tình nhìn thấy phía trên lầu có ánh sáng nhỏ. "Cứ ấn chuông thử đi, lỡ đâu đang ngủ thì sao?" Nghe vậy, Khương cùng Trúc bước xuống xe, rồi đi lại phía cửa đưa tay ấn chuông. Âm thanh vang lên, cũng là lúc Nam thành công mở được cửa két. Nhưng không ngờ, Phương Bách Điền cẩn thận cài chuông báo động trộm, nên lúc này tiếng rú inh ỏi vang lên. Nam và An Hy sửng sốt, anh vội vàng tìm bên trong, còn cô thì tìm quanh nơi tắt công tắc báo trộm. Cuối cùng nhìn thấy nút đỏ, cô vội ấn vào. Quả nhiên chuông tắt. An Hy gấp gáp: "Bên ngoài có người." "Ấn chuông thì không phải bọn họ về, cứ làm như không có người trong nhà đi." "Nhưng chuông báo động vừa rồi..." Khi đó Nam ở chiếc hộp phát hiện ra con chip cất ở đây. "Thấy rồi em." Khi đó bên dưới, tiếng chuông đánh động đến đội an ninh. Một nhân viên trực tuần rất nhanh có mặt. Anh ta nhìn thấy Khương và Trúc đứng lởn vởn trước cửa quát lớn: "Này, mấy người là ai?" Nghe vậy Trúc quay sang nói: "Tôi đến tìm người mẫu Lan Thi." "Đến tìm người, sao chuông báo trộm lại kêu?" "Chúng tôi không rõ, chúng tôi chỉ ấn chuông nhà thôi mà." "Nhưng tối nay ông chủ Phương và cô Lan Thi ra ngoài rồi, làm gì có ở nhà đâu." Trúc chỉ phía trên, khi nãy thấy có ánh đèn hát ra, liệu có trộm bên trong không đấy? Nghe vậy người nhân viên nhìn lên, anh ta sau đó để đảm bảo an toàn cũng nhấn chuông cửa rồi nói vọng vào: "Có ai ở trong không?" Lúc này ở trên phòng, An Hy khẽ lên tiếng: "Cứ im lặng không ổn, chỉ sợ họ làm lớn chuyện chúng ta không trốn được. Anh đợi đây nhé, em có cách." Dứt lời cô rời đi, nhưng Nam kéo tay lại: "Em muốn làm gì?" "Không sao đâu." Nói rồi cô gỡ tay anh, vội đi thẳng ra ngoài. Nam khi đó bước đến cửa sổ, nép vào bên rèm cửa nhìn ra. Nhân viên an ninh nhấn thêm hồi chuông, sau đó rút bộ đàm định báo cho đội kiểm tra, thì khi đó đèn trong nhà bật sáng. Sau đấy cửa nhà mở ra, xuất hiện trước mặt bọn họ cô gái mặc đồ ngủ, gương mặt bị che lại bởi chiếc mặt nạ dưỡng ẩm, chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng. Annie khi thấy bất ngờ nhìn thấy Khương và Nhã Trúc cô xuất hiện ở đây. Cô bị sững vài giây rồi bình tĩnh lên tiếng: "Muộn rồi, nhấn chuông nghi ngỏi gì thế?" Nghiễm nhiên ai cũng biết
Căn nhà này là Phương Bách Điền mua cho nhân tình của mình là người mẫu Lan Thi. Vậy nên khi thấy một cô gái trong nhà này, cho dù không thấy được mặt thì họ mặc định đây chính là cô nhân tình đó. Nhân viên an ninh nghe vậy vội cười nói, hóa ra cô Lan Thi đang ở nhà. Từ cuối tuần cô đều cùng ông chủ Phương ra ngoài. Mà vừa nãy tôi đi tuần thấy có ánh điện, lo sợ có trộm vào nhà, mê nhấn chuông kiểm tra xem. Hôm nay tôi mệt, không đi cùng với anh Điền. Nếu không có chuyện gì tôi đi nghỉ đây. Được được được, cô Lan Thi nghỉ đi, tôi xin lỗi làm phiền. Nói rồi nhân viên quay người đi. An Hy định đóng cửa thì lúc này Trúc bước lên cản. Cô Lan Thi, tôi có chuyện muốn nói. Hôm nay tôi mệt, để khi khác. Không lâu sẽ nhanh thôi mà. Nói rồi Trúc giật túi quà của Khương đang xách đưa cho cô. Cô Lan Thi à, tôi có chút quà nhỏ tặng cô. Muốn nhờ cô nói đôi lời với ông chủ Phương về chuyện tài trợ dự án của Azarua. An Hy cảm nhận ánh mắt của Khương như dò xét cô, sợ bị lộ cô vội cầm. Thôi được rồi, tôi nói với anh ấy, hôm nay tôi mệt, xin lỗi vì không tiếp được. Nói rồi cô đóng cửa lại. Trúc đứng đó ngây mất mấy một lúc. Này, làm người mẫu có gì mà hay ho, chỉ là nhân tình thôi mà, sao lại tỏ ra kiêu căng thế nhỉ? Nói rồi quay đi. Bác gặp Khương đứng đó trầm tư nhìn cánh cửa đóng lại. Nhìn cái gì nữa? Sao? Lại muốn trèo cao đấy à? Trúc có thể không nhận ra, nhưng với một người từng chung sống 10 năm với An Hy, nhiễm nhiên không cần tốn quá nhiều thời gian. Anh ta chỉ cần nghe giọng, thấy dáng người và đôi mắt thì nhận ra cô. Khương chỉ là không hiểu, rốt cuộc sao cô ở đây lại giả dạng người mẫu Lan Thi. Anh không vội vạch trần cô là vì tình cảm cũ hay vì có mưu tính khác. Khương không nói gì, chỉ quay người trở ra xe. Trúc thấy anh phớt lờ mình thì càng thêm tức. Cô ta gắt gỏng vài câu rồi hậm hực ngồi vào trong. Thời điểm đó tại kinh, bàn đánh bạc ở đây giây phút này có phần căng thẳng. Khi qua ván bài mà Phương Bách Điền và Mizuki chưa phân được thắng bại, hai người họ hòa nhau hai bàn. Ván cuối cùng là ván quyết định. Phương Bách Điền khẽ nhấc nhẹ góc lá bài úp trên bàn trước mặt mình. Ánh mắt ông ta nheo lại khi thấy giá trị quân bài, rồi sau đó hướng đến Mizuki. Tôi đang nghĩ xem, không biết đòi cô hiện vật gì đáng giá nhỉ? Mizuki nghe vậy, lấy điếu thuốc châm lên hút. Xem ra ông chủ Phương khá tự tin lá bài của mình. Tất nhiên, trong cuộc chơi đỏ đen, tự tin là lợi thế áp đảo đối phương. Vậy tôi muốn thử xem có hiệu quả không đây? Ông chủ Phương sẵn lòng đáp ứng tôi một món đồ, hình dáng của nó rất nhỏ, nhưng bên trong chứa đựng vô vàn những thứ to lớn. Ông Điền nghe vậy đanh mặt nhìn Mizuki. Khoảnh khắc đó, điện bất ngờ cúp, toàn bộ không gian trở nên tối đen không thấy rõ. Mọi người nhốn nháo cả lên, nhưng 5 giây sau điện được bật sáng. Nhân viên vội trấn tĩnh. Do điện quá tải tự ngắt thôi, mọi người bình tĩnh ạ. Những game bị lỗi, hệ thống điện điện tử sẽ chuyển rồi, chúng tôi bù lại cho mọi người. Ngay khi khách hứa nhốn nháo, Mizuki và Phương Bách Điền ngồi yên lặng nhồi đối diện nhau. Mizuki khẽ cười. Ông chủ Phương, xin mời. Ông Điền miết mạnh lá bài, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt Mizuki, bàn tay chậm rãi lật bài. Nhân viên đọc lớn. Thùng phá sảnh Aro. Mizuki nhìn địa bài của ông ta, nhàn nhã hút thêm một hơi thuốc. Khi đó Neil đứng bên cạnh với tay lật bài. Thùng phá sản mạnh nhất A cơ. Nghe điểm bài, tất cả khách hàng hiếu kỳ nhìn tới. May mắn đến mức nào mới có được điểm bài như thế này? Ông Điền lúc này như mất bình tĩnh đập tay lên bàn. Bán bài này không tính, khi nãy mất điện quá đáng nghi, không ai đảm bảo bài có bị đổi hay không. Mizuki bật cười, cô ta đứng dậy. Không ngờ ông chủ Phương là người dám chơi mà lại không dám chịu nhỉ. Chơi lại một ván đi, lần này nếu tôi thua, tôi đáp ứng cô. Tôi đến đây mục đích giải trí, không phải để hơn thua. Nếu như ông chủ Phương đã không thừa nhận ván bài, vậy tôi xem như mình rộng lượng, không tính toán với ông. Cá cược lần này hòa đi. Xong câu đó, Mizuki quay người rời đi. Neil liền bước theo sau cô ta. Em đã làm hết mức rồi, bên kia có kết quả chưa? Chưa em ạ. Hả? Trả lại con Amix chưa? Anh làm mà còn lo sai sót gì chứ? Phương Bách Điền đứng đó nhìn bóng lưng hai người, trong lòng ông ta dấy lên sự bất an. Về nhà mau lên. Dứt lời, Phương Bách Điền rời đi. Lan Thi ngơ ngác không hiểu chuyện, rồi vội vàng đuổi theo ông ta. Khi đó Mizuki cùng Neil ngồi trong xe rồi lái ra khỏi kinh. Chuông điện thoại vang lên. Lấy được con chip rồi, trở về khách sạn thôi.
Mizuki bên cạnh thở mạnh một tiếng rồi dựa lưng thành ghế. Nếu thấy vậy nhìn sang cô ta khẽ cười. Sao thế? Em không tin tưởng anh Lục à? Mizuki quay mặt đi hời hợt nói. Không phải không tin, mà sợ Lý An Hy làm hỏng chuyện. Người anh Lục chọn chắc chắn không phải là người tầm thường. Anh thấy chị dâu cũng tốt mà. Mizuki xùy một tiếng. Mắt đàn ông mấy người, đúng là nên đem cho chó nhai. Nếu nghe vậy không tức giận, chỉ cười cười rồi lắc đầu với vẻ bướng bỉnh của cô. Bọn họ lái xe trở về khách sạn. Cùng lúc bắt gặp Nam và An Hy cùng đám người hải tứ vừa tới. Nếu tiến lại phía họ, thật không nghĩ mọi chuyện thuận lợi thế này. Luân lúc này chen vào. Cũng một phần nhờ chị dâu, nếu không suýt nữa thì bị lộ. An Hy nghe vậy cười gượng xua tay. Khi đó cơn buồn nôn tiếp tục kéo đến. Lần này cô nhịn không được thụp xuống nôn khan một trận. Nam thấy thế liền ngồi bên cạnh vuốt vuốt lưng cho cô. Hải tứ à, mời một bác sĩ tư đến khám. Dạ vâng ạ. Bọn họ không để ý, có ánh mắt đang quan sát tất cả. Trong phòng nghỉ, tất cả mọi người đứng vây quanh lại chiếc giường. Bác sĩ thăm khám cho An Hy vẫn luôn giữ một vẻ trầm tĩnh, không hề nói lời nào. Điều đó khiến cho cả Nam có phần nôn nóng. Bác sĩ, cụ không sao chứ? Ông đứng dậy nhìn thẳng đến anh, sau đó khẽ cười. Cụ không phải chuyện gì nghiêm trọng, cô ấy có thai rồi, cơ thể hơi suy nhược, nghỉ ngơi nhiều là được. Lời vị bác sĩ vừa dứt, ai nấy đều sửng sốt. Cô kinh ngạc đến mức không tin được. Có thai? Tôi có thai á? Bác sĩ bật cười. Không cô, chẳng nhẽ cậu ấy à? Ông chỉ tay phía Nam. Mà anh lúc này trên gương mặt không giấu được sự vui mừng. Anh bắt tay với bác sĩ. Cảm ơn ông bác sĩ. Cần thuốc bổ gì nhờ ông kê giúp tôi. Được rồi, được rồi. Nói rồi ông đi phía bàn ngồi xuống, lấy giấy bút ghi rồi gửi lại. Đám người hải tứ và Luân, ngay cả Nêu khi đó cũng hớn hở ra mặt. Chỉ Mizuki tỏ ra chán ghét. Đại ca có con à? Thế sau này gọi chúng ta bằng chú à? Anh Tứ, anh nói xem, trai hay gái nhỉ? Mà trai hay gái cũng chả quan trọng. Trước sau gì cũng trở thành đại giang hồ giống như đại ca. Nam mặc cho đám người luyên thuyên, anh tiến đến giường ngồi cạnh cô, khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn ân cần hỏi. Còn thấy cho người khó chịu không em? Tôi bảo bác sĩ khám cho em. Nam, việc này đến bất ngờ quá, anh ổn chứ? Nghe cô hỏi, anh bật cười. Sao lại hỏi tôi? Tôi mới là người nên hỏi em có ổn không chứ. Thật là em không nghĩ đến ý. Vậy nên nghe bác sĩ nói em có chút ngờ vực. Hơn nữa em lo sợ ảnh hưởng đến việc của anh. Anh đưa tay xoa đầu cô. Trái lại, tôi sợ chuyện của tôi ảnh hưởng sức khỏe của hai mẹ con. Quả thực nó đến bất ngờ, tôi chưa biết phải tiếp nhận thế nào. Dù sao cũng là lần đầu, tôi chỉ sợ mình làm không tốt thôi. Anh thực sự không thấy em mang phiền đến à? Anh cau mày gõ trán cô. An Hy, em nghĩ vớ vẩn gì thế? Tôi vui mừng không hết, sao lại thấy phiền? Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều, vậy nên đừng có nghĩ ngợi linh tinh. Nghe lời này, cô cảm thấy yên lòng hơn, mỉm cười gật đầu. Khi đó Mizuki lên tiếng. Đúng là phiền đấy, anh không nghĩ xem giờ làm cách nào đem con chip ra khỏi tỉnh A đi. Em đoán lúc này Phương Bách Điền phát hiện mất con chip sẽ sớm thôi tra ra đến chúng ta. Nhân lực của ông ta ở đây rất lớn mạnh, chỉ sợ không tránh được va chạm. Nam nghe vậy trở nên trầm tư. Mà An Hy cũng không giấu được sự lo lắng. Dù sao rất lâu rồi, kể từ lần sảy trai trước đó, cô bây giờ mới có thai trở lại. Nhiều năm qua chung sống với Khương nhưng không hề có động tĩnh. Cô cho là bản thân mình đã có vấn đề. Vậy nên lần này biết mình có thai, cô thực sự rất rất kỳ vọng. Nam, hay là... Không để cô nói hết, anh lên tiếng cắt ngang. Đừng lo, tôi sắp xếp ổn thỏa cho hai mẹ con. Nói rồi anh đứng dậy nhìn mọi người. Chúng ta chia thành hai nhóm. Một nhóm đưa An Hy về Trụy Lạc, ở đó là địa bàn của chúng ta. Phương Bách Điền thực sự tìm đến đó cũng không dám manh động. Nhóm còn lại giữ con chip, đem nó đến địa điểm với Trương Quang Viễn. Liên lạc với anh ta, tình hình cấp bách, có thể đổi địa điểm gần hơn được chứ. Nếu nghe vậy xen vào, mục đích của anh Trương muốn mượn Phương Bách Điền để diệt trừ anh, e là anh ta không dễ dàng phối hợp ạ. Dù sao Trương Quang Viễn vẫn phải có được con chip để chiều lòng bố già, thử đàm đạo với anh ta đi. Nếu không được, chúng ta chỉ còn cách cố gắng. Mizuki nói, anh muốn dụ Phương Bách Điền mở đường cho cô ta trở về á. Như vậy thì cơ hội anh thành công bảo vệ được con chip đến tay Trương Quang Viễn giảm đi. Hơn nữa việc chia nhóm làm giảm nhân lực, liệu anh đảm bảo an toàn mạng mình không đấy? An Hy nghe vậy vội vàng nói, Nam em không sao, không cần quay về Trụy Lạc. Chúng ta cứ nên tính cách giao con chip đến tay Trương Quang Viễn trước. Anh ngữ điệu nhấn mạnh, không được. Đường dài,
Nguy hiểm vô số, tôi không mạo hiểm đến an nguy của hai mẹ con em. Không phải anh nói không yên tâm giao em cho người khác còn gì? Nhưng giờ thì khác, trong người em có cả con chúng ta. Chuyện này quá là mạo hiểm. Thôi không bàn tính nữa, tôi quyết định rồi. Nam nhìn phía Luân. Luân, mày cùng với Mizuki dẫn theo một số anh em đưa An Hi về theo đường thủy, còn lại theo anh đến điểm hẹn bằng đường bộ. Vừa nghe vậy Mizuki sửng sốt. Cái gì? Em phải đi cùng cô ta á? Dù sao An Hi là con gái, có những việc cô ấy không thể nói với đàn ông. Đi cùng em tiện hơn. Hơn nữa nhiệm vụ lần này của em đã xong, em đi cùng anh cũng không phải là người đấu được với Phương Bách Điền. Cho dù em chết dưới tay tên họ Phương kia còn tốt hơn là đi cùng với cô ta. Nếu nghe vậy đề nghị. Anh Lục à, hay anh về cùng chị dâu, chuyện con chip để bọn em lo liệu. Dù có anh ở bên cạnh, chị dâu an toàn hơn à? Không được, mấy đứa không phải đối thủ của ông ta. Huống hồ nhiệm vụ lần này là giải quyết chuyện giữa anh và Trương Quang Viễn. Nói rồi Nam hướng Mizuki. Mizuki, Ani và đứa bé là hai người quan trọng nhất đối với anh. Lần này nhờ cả vào em. Mizuki đối với dáng vẻ của Nam càng thêm sững sờ. Quen biết anh từ nhỏ, cũng là những đứa trẻ được nhận nuôi, chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của bố già, nhưng chưa bao giờ cô ta thấy dáng vẻ hạ mình cầu cạnh như vậy của anh. Ngay thời khắc đó, Mizuki hiểu ra cô ta không còn cơ hội nữa. Người ta nói đàn ông cả đời chỉ có một lần toàn tâm toàn ý yêu một người con gái một cách không dè dặt, một lần duy nhất vốn dĩ dành cho người khác. Mizuki trong ánh mắt thoáng lộ chút tổn thương, nhưng trên gương mặt không lộ sự yếu đuối nào. Cô ta quay người nhàn nhạt nói. Nói cô ta đã gây phiền phức là được, em không có sự kiên nhẫn đâu đấy. An Hi nghe vậy khẽ cười. Tôi không gây phiền cho cô đâu. Sau lời đó chỉ có tiếng cửa đóng lại. Nam lúc này đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Tính khí Mizuki có chút bướng bỉnh, nhưng con bé không có ác ý. Để con bé đi cùng em tôi yên tâm hơn. Đừng lo, em biết tự bảo vệ mình. Còn anh ấy nhất định phải trở về. Em đợi anh ở Trụy Lạc đấy. Nam không biết được chuyến đi có bao nhiêu nguy hiểm. Thực ra anh không yên tâm về cô, cũng không yên tâm về mình. Nhưng tất cả lo lắng đều giấu nhẹm xuống. Được rồi, đợi tôi đấy. Nam đưa tay nắm chiếc cằm nhỏ của cô nâng lên, sau đó hôn lên môi cô. Hải Tứ quay sang mọi người ra ám hiệu, sau đó tất cả trở ra ngoài. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 5 cũng xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng nghe những diễn biến rất gay cấn sẽ đến ở tập 6 nhé.